MC Thanh Sâu Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ ra đều video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Thần kiếm báo thù tập 62. Lão nhân tóc trắng gọi là Minh Lão kia nói, lâu chủ tự tin địch lại bảy đại hoàng giả liên thủ. Thậm chí, trong bảy thế lực lớn này, có ba thế lực hoàng giả không chỉ một vị, trong bọn họ cũng có hoàng giả đại thành yến cô thành đã trầm mặc hiển nhiên hắn cũng không nắm chắc độc chiến bảy đại hoàng giả thậm chí là càng nhiều hơn nữa ta có biện pháp khiến thực lực của tịch dương lâu có thể sánh ngang bảy đại thế lực hoàng phẩm trong lúc đó có một thanh âm vang lên mọi người theo tiếng nhìn lại thấy nói chuyện chính là một thanh niên anh tuấn đúng là huyền thiên trong chủ lâu chúng cường giả đều lộ ra ánh mắt kinh dị tịch dương lâu vẻn vẹn chỉ có một vị hoàng giả là yến cô thành tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng cũng không phải địch thủ của hoàng giả bảy đại thế lực hoàng phẩm liên thủ, bỏ hoàng giả ra, so đúng là số lượng vương giả đỉnh tiêm, chuẩn hoàng, phương diện này, thế lực của tịch dương lâu cũng không bằng các thế lực hoàng phẩm truyền thưa đã lâu, như vạn sơn vực đồng gia, hoàng phong cốc, kim quang môn, hoàng giả của bọn hắn không chỉ một vị, số lượng chuẩn hoàng số càng vượt qua 20, vương giả đỉnh tiêm tính ra hàng trăm, khiến thực lực tịch dương lâu ngang với bảy đại thế lực hoàng phẩm. Cái này làm sao có thể tiểu tử, người nói đùa gì vậy, Bảy đại thế lực hoàng phẩm số lượng hoàng giả tổng cộng vượt qua 10 vị, chuẩn hoàng, vương giả đỉnh tiêm càng là vô số kể, Tịch Dương lâu trải qua hơn trăm năm phát triển, nếu như thiên tài hậu bối xuất hiện lớp lớp, vậy thì thực lực mới có thể sánh ngang bảy đại thế lực hoàng phẩm, hiện giờ làm sao có thể? Sau khi qua nửa ngày, có người mở miệng phản bác nói, người này ngữ khí ẩn hàm lửa giận đối với Huyền Thiên, Huyền Thiên mang đến nguy hiểm cho Tịch Dương lâu không thể nào mỗi người tịch dương lâu đều đối đãi với huyền thiên giống như yến cô thành được tiểu nhi vô tri ăn nói bừa bái không biết trời cao đất rộng ngươi cho rằng hoàng giả nói có là có được sao trường bối bổn lâu nghị sự ngươi ở bên cạnh nghe là được rồi ở đây ngươi không có tư cách nói chuyện trong lòng bất mãn đối với huyền thiên không chỉ một người một người dẫn đầu lập tức liền có mấy người mở miệng quở trách huyền thiên im ngay yến cô thành sắc mặt trận mãnh liệt cánh tay vừa nhấc lập tức trong toàn bộ chủ lâu đều bình tĩnh trở lại yến cô thành thành hoàng trăm năm ở tịch dương lâu có uy nghiêm tuyệt đối ánh mắt yến cô thành dừng lại trên người huyền thiên nói huyền thiên ngươi có lời gì cứ việc nói ra toàn bộ cường giả trong chủ lâu ánh mắt đều tập trung về phía huyền thiên bọn hắn nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra được có biện pháp nào có thể khiến tịch dương lâu chống lại được bảy đại thế lực hoàng phẩm những trong ánh mắt này có không ít ánh mắt sắc bén như đao như kiếm bị vương giả đỉnh tiêm thậm chí là chuẩn hoàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào, vương giả tiểu thành bình thường chỉ sợ sẽ có áp lực cực lớn, nói chuyện cũng khó nói ra bất quá, những thứ này đối với Huyền Thiên hoàn toàn không có hiệu quả, thần sắc của hắn bình tĩnh, bàn tay vừa nhấc, trong tay liền nhiều hơn một lọ thuốc, Huyền Thiên nói, ta ở trung tâm cấm khu của đan đế dược viên đã lấy được mấy khỏa đan dược, chỉ bằng mấy khỏa đan dược. Nói đùa gì vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể có được thành hoàng đan sao? Có người nói, hoàng linh đan còn có tên là thành hoàng đan hiệu quả giống như thành vương đan vậy. Có thể khiến chuẩn hoàng rất nhanh thành hoàng, tỷ lệ cơ hồ là 100%. Ở Trung Châu Đại Địa, hoàng linh thảo vô cùng quý trọng, kỳ chân hiếm thấy, bởi vì điều kiện sinh trưởng quá mức hà khắc, năm tháng thành thục quá dài, trọn vẹn cần 500 năm trở lên, rất khó gieo trồng. Cho nên, căn bản không ai gieo trồng cả, mà muốn ở giá ngoài tìm được một cây hoàng linh thảo thành thục còn khó hơn lên trời, một cây hoàng linh thảo đại biểu cho một khỏa hoàng linh đan, có thể khiến chuẩn hoàng rất nhanh thành hoàng, thọ nguyên từ 200 đột phá đến 500, là kỳ chân vô giá, hoàng linh thảo hoàn toàn là tồn tại có thể ngộ nhưng không thể cầu, tựa như vương linh thảo dược vương ngàn năm vậy, rất thưa thớt, thành hoàng gian tự nhiên càng là vật báu vô giá, khóe miệng Huyền Thiên nhếch lên. Nói, đúng là thành hoàng đan, toàn bộ chủ lâu trong chốc lát trở nên lặng ngắt như tờ, biểu lộ ra mặt chúng cường giả nguyên một đám vô cùng chấn động, thập phần đặc sắc thực. Thực, thực. thật là thành hoàng đan một vị chuẩn hoàng, thanh âm vô cùng kích động nói, đúng là minh lão tóc bạc phơ kia, hắn đã hơn 190 tuổi rồi, thọ nguyên không nhiều, nắn thì mấy năm, lâu thì hơn 10 năm hắn sẽ phải đi đời nhà ma, nếu có một khỏa thành hoàng đan, có thể khiến hắn đột phá thành hoàng, thọ nguyên đạt tới 500 năm, còn có thể sống thêm 300 năm nữa, huyền thiên mở ra nắp bình, đổ ra một khỏa đan dược, đan dược này hơi thành màu đỏ, linh quang thoáng hiện, lớn chừng hai đầu ngón cái. Tuy rằng không lớn, nhưng lại ẩn chứa hùng năng lượng hậu đến cực điểm thành hoàng đan tuy rằng phi thường hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có trung châu đại địa mênh mông rộng lớn cách mỗi trăm năm xuất hiện một khỏa thành hoàng đan cũng không kỳ lạ quý hiếm cho nên đối với bộ dạng của thành hoàng đan đa số đều biết rõ hơn nữa trong tịch dương lâu có đan dược sư sau khi trông thấy liền nhao nhao kinh hô lên thật sự là thành hoàng đan trong chốc lát chuẩn hoàng trong tịch dương lâu ánh mắt đều lóe hào quang vừa mừng rỡ vừa vô cùng khẩn trương, mừng chính là thành hoàng đan trong tay huyền thiên, khẩn trương là vì tịch dương lâu trong tổng cộng có 8 vị chuẩn hoàng, không biết huyền thiên tổng cộng có mấy khỏa thành hoàng đan, có 8 khỏa. Thành hoàng đan chính là vật báu vô giá, không người nào dám tưởng tượng xa xỉ như thế, nếu không phải huyền thiên nói có mấy khỏa, hắn cầm một khỏa ra, chỉ sợ không có người nào nghĩ tới hắn có viên thứ hai, bởi vì thứ này, thật sự là quá thưa thớt, quá chân quý. Chưa từng từng xuất hiện nhiều, tuy rằng huyền thiên nói có mấy khỏa, nhưng tuyệt đại đa số cường giả cũng chỉ nghĩ là ba bốn khỏa thôi, cách nghĩ xa xỉ một chút cũng chỉ là bốn khỏa năm khỏa. Không người nào dám tưởng tượng, huyền thiên sẽ có tám khỏa thành hoàng đan. Nếu quả thật có, cái này con mẹ nó là vận khí gì a AH. hát. Trong mắt Yến cô Thành cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nếu tịch dương lâu xuất ra mấy hoàng giả, giúp hắn ngăn chặn mấy người, dùng thực lực cường đại của Yến cô Thành liền có thể chống lại tất cả hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm thế lực, huyền thiên nói, mười khỏa phanh, 10 khỏa. Tất cả mọi người trong nội tâm đều hung hăng nhảy dựng, có người không khỏi vuốt vuốt lỗ tai, lão tử có nghe lầm hay không? 10 khỏa, thành, hoàng, đan. Cho dù là thần cơ tiên sinh, Yến Vân Thành, Yến Tịch Tịch, Lý Giật Phong cùng đi đan đế dược viên đều thần sắc khiếp sợ. Bọn hắn chỉ biết là huyền thiên đã lấy được đại lượng linh thảo, nhưng lại không biết huyền thiên còn lấy được 10 khỏa thành hoàng đan. Số mệnh của tiểu tử này thực sự quá nghịch thiên a hát thần cơ tiên sinh thầm nghĩ tuy rằng hắn đã sớm tính ra huyền thiên ở trong đan đế dược viên có đại cơ duyên đại tạo hóa chính là đại cắt tốt nhất nhưng gặt hái được nhiều linh thảo như vậy ở đan đế dược viên gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng đã đủ khiến người rung động rồi không nghĩ tới huyền thiên còn khiến người rung động hơn nữa hắn sẽ không còn ẩn tàng đấy chứ thu hoạch chính thức của hắn đến cùng dọa người cỡ nào thần cơ tiên sinh thầm nghĩ ở đây chỉ có thần cơ tiên sinh dám suy nghĩ như thế những người khác nghe được 10 khỏa thành hoàng đan đã sửng sốt rồi, huyền thiên luyện toàn bộ 27 gốc hoàng linh thảo thành thành hoàng đan, đủ luyện ra 54 khỏa, nếu chúng cường giả biết gió huyền thiên vậy mà có nhiều thành hoàng đan như vậy, không biết sẽ là trùng kích thế nào với tâm linh nữa, người lúc trước nghi vấn huyền thiên giờ phút này trên mặt nóng rát, cảm giác như bị người đánh một cái tát, người lúc trước nhìn huyền thiên bất mãn giờ. Phút này đều tan biến, trong ánh mắt chỉ còn lại sợ hãi thán phục và vui sướng. Hoan hỉ vui mừng nhất không ai qua được bắt đại chuẩn hoàng, thần sắc vô cùng hưng phấn, Yến Cô Thành cũng mặt mũi tràn đầy vui mừng, hắn cùng với Huyền Thiên không thân chẳng quen, nhìn chúng tiềm lực của Huyền Thiên liền đặt cược trên người Huyền Thiên, nhưng hắn cũng là người đến nơi đến trốn, đã đặt lên người Huyền Thiên, mặc dù Huyền Thiên rước đại phiền toái cho Tịch Dương lâu thì hắn cũng không nói Huyền Thiên nửa câu liền quyết định không chút do dự. Dù khai chiến cùng bảy đại thế lực hoàng phẩm cũng muốn bảo trụ Huyền Thiên, nguyên lai tưởng rằng phải rất nhiều năm sau Tịch Dương lâu mới có thể nhận được chỗ tốt từ Huyền Thiên, yến cô thành tuyệt đối không ngờ rằng lại được hồi báo nhanh như vậy yến cô thành nói chỉ cần năm vị hoàng giả giúp ta ta liền không sợ tất cả hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm liên thủ huyền thiên thành hoàng đan chính là vật báu vô giá lúc này bất đắc dĩ lấy ngươi năm khỏa năm khỏa khác ngươi giữ lại đi yến cô thành lời vừa nói ra có mấy vị chuẩn hoàng lập tức liền nóng này nếu chỉ có năm khỏa thành hoàng đan vậy thì thế tất phải có ba vị chuẩn hoàng không cách nào thành hoàng hy vọng thành hoàng ở ngay trước mắt nếu mất đi như vậy cũng rất đả kích nhiều chuẩn hoàng nhìn Huyền Thiên ánh mắt nhiệt liệt, giống như đang nói cho ta một khỏa thành hoàng đan, bảo ta lên núi đao, xuống biển lửa, quyết không một chút nhíu mày, Huyền Thiên tự nhiên biết rõ năm khỏa thành hoàng đan không dễ phân, sẽ làm cho yến cô thành khó xử, hoàng linh thảo trên người hắn còn có 22 gốc. Luyện thành thành hoàng đan sẽ 44 khỏa, căn bản không thiếu năm khỏa này, Huyền Thiên nói, ta cách thành hoàng còn xa, hơn nữa, chưa hẳn cần phải nhờ đan dược mới có thể thành hoàng. 10 khỏa thành hoàng đan này lưu một khỏa cho thần cơ tiên sinh, 9 khỏa khác đều cho tịch dương lâu A, à, dư một khỏa thì lưu lại cho chuẩn hoàng sau đi. Chúng chuẩn hoàng ánh mắt đều vui mừng, huyền thiên giờ phút này ở trong lòng bọn họ đã trở nên vô cùng vĩ đại, vương giả đỉnh tiêm khác cũng nguyên một đám ánh mắt hưng phấn. Còn nhiều thêm một khỏa A-Hát, chỉ cần tu luyện tới chuẩn hoàng liền có thể thành hoàng, điều này làm cho đám bọn họ đều có một loại ý niệm muốn khổ tu đều cho bọn hắn a à, ta không cần thành hoàng đan ta tùy thời đều có thể thành hoàng thần cơ tiên sinh thản nhiên nói lời vừa nói ra tất cả mọi người ở đây sững sờ chấn động tùy thời đều có thể thành hoàng ở đây ngoại trừ huyền thiên yến cô thành yến tịch tịch lý giật phong không phải chuẩn hoàng thì cũng là vương giả đỉnh tiêm tùy thời đều có thể thành hoàng đây là trình độ mà dù nằm mộng bọn hắn cũng nghĩ đến cho dù là yến cô thành cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía thần cơ tiên sinh mặc dù hắn thân là hoàng giả cũng nhìn không thấu thần cơ tiên sinh thần cơ tiên sinh giống như là thiên cơ vậy khó có thể phỏng đoán không cách nào truy cứu hư thật huyền thiên vui vẻ nói tiên sinh cũng sắp thành hoàng sao lúc nào đột phá thần cơ tiên sinh nói khi cơ duyên đến huyền thiên mỉm cười ánh mắt nhìn về phía yến cô thành ném lọ thuốc trong tay tới nói yến ba bá mười khỏa thành hoàng đan này liền mời ngài đến phân phối a yến cô thành nhận lấy nói đa tạ trước khi ngươi thành hoàng ta sẽ lưu một khỏa cho ngươi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, huyền thiên nhẹ gật đầu, trên người hắn tuy rằng còn có hoàng linh thảo có thể luyện chế đại lượng hoàng linh đan, nhưng không cần phải nói ra, ánh mắt yến cô thành quét qua chúng cường kìa nói. Huyền thiên là khách nhân tôn quý nhất của tịch dương lâu, từ nay về sau, bổn hoàng không hy vọng lại nghe được một câu bất kính đối với hắn, ai dám nói xấu huyền thiên huynh đệ. Người đó là gây khó dễ ta, ai dám khôn tôn trọng huyền thiên huynh đệ, nắm đấm trong tay ta sẽ có ý kiến rất lớn đấy. Chúng chuẩn hoàng nhao nhao nói, vâng, lâu chủ. Chúng vương giả đỉnh tiêm cùng kêu lên nói, hiện giờ huyền thiên hoàn toàn là người trọng yếu nhất trong tịch dương lâu rồi, xem mấy tên chuẩn hoàng cảm kích đối với hắn. Danh vọng quá lớn, cơ hồ không khác lắm với Yến Cô Thành, tuy rằng huyền thiên không phải người tịch dương lâu những lời nói ở tịch dương lâu lại có hiệu quả rất lớn, không ít vương giả đỉnh tiêm đều đối với huyền thiên nói chút ít lời cảm kích, tiếp cận quan hệ, mà vương giả đỉnh Tiêm lúc trước bất mãn đối với Huyền Thiên muốn định bợ lại không bỏ xuống được tư thái, biểu lộ trên mặt thập phần đặc sắc, Huyền Thiên ngồi ngay ngắn ở trong phòng, hai mắt khép hở, trong đầu nhớ lại công pháp đệ Tam trọng bất diệt kim thân đạt được trong thánh địa Đông Ma vực ở ma giới, quả nhiên. Tu vi của hắn bước vào vương giả cảnh, tu luyện đệ Tam trọng bất diệt kim thân, cuối cùng cũng đã có phản ứng, xem ra, đệ Tam trọng bất diệt kim thân, quả thật cần vương giả cảnh mới có thể tu luyện, đệ tứ trọng bất diệt kim thân hẳn là cần sau khi thành hoàng mới có thể tu luyện rồi, mà lúc huyền thiên trông thấy công pháp của đệ tứ trọng bất diệt kim thân, còn chưa thành vương, liền không nhận ra không hiểu, có lẽ đúng có quan hệ đến tu vị, huyền thiên đột phá thành vương, cấp bậc của bất diệt kim thân cũng theo đó tăng lên. Không chỉ có khu vực kim thân càng thêm chắc chắn mà trình độ cường hóa đối với cương nguyên cũng tăng lên nhiều, hiện giờ huyền thiên một khi vận chuyển bất diệt kim thân, cương nguyên ít nhất phải hùng hậu hơn 3-40 lần, khiến thực lực của hắn phi tốc tăng lên, vẹn vẹn luận chỉ luận cường độ hùng hậu của cương nguyên thì tuy rằng huyền thiên mới vương giả tiểu thành nhưng còn hơn cả vương giả đại thành. Mặc dù ngộ tính huyền thiên cực cao, nhưng tu luyện bất diệt kim thân đệ tam trọng cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể thành công. Cần một chút thời gian. Trong lúc huyền thiên tu luyện, tám vị chuẩn hoàng trong tịch dương lâu đều phục dụng thành hoàng đan. Hơn nữa, ở trong thập vạn đại sơn phía tây bắc tịch dương lâu bí mật độ hoàng kiếp, bước vào hoàng giả cảnh, rồi sau đó liền trở lại tịch dương lâu, nghỉ ngơi lấy lại sức, quen thuộc lực lượng sau khi thành hoàng, trong lúc này, ngắn ngủn trên 10 ngày, đại sự kinh thiên phát sinh trong đan đế dược viên đã truyền khắp toàn bộ các thế lực lớn trên Trung Châu đại địa, mà nhân vật chính của chuyện này chính là Huyền Thiên, tất cả thế lực lớn của Trung Châu đối với danh tiếng của Huyền Thiên về cơ bản tương đối quen thuộc, lúc trước Huyền Thiên ở Tây Huyền vực chiến bại Tô Cảnh Dương, có chiến lược chém giết vương giả tiểu thành cực hạn, phá vỡ ghi chép của năm yêu nghiệt biến thái, cũng đã nhấc lên một trận phong bào ở Trung Châu, Bất quá, phong bảo lúc trước còn xa mới có thể sánh bằng đại sự kinh thiên trong đan đế dược viên, thế lực hoàng phẩm là thế lực đỉnh tiêm của cả Trung Châu Đại Địa, không ít thế lực hoàng phẩm đều là một vực vi tôn. Chí cao vô thượng, cho dù đặt ở toàn bộ Trung Châu Đại Địa, mỗi thế lực hoàng phẩm cũng đều là tồn tại nổi tiếng, thế nhưng lúc này đây đan đế dược viên mở ra, đã có tinh anh hậu bối của bảy đại thế lực hoàng phẩm, kể cả bảy vị thiếu chủ vậy mà toàn bộ đều bị huyền thiên một mẻ hốt gọn, huyền thiên mới vừa thành vương mà tinh anh hậu bối của bảy đại thế lực hoàng phẩm lại toàn bộ đều là vương giả, hơn nữa, trong đó còn có hai vị vương giả đại thành, tăng thêm đồng nghệ chết trong tay huyền thiên lúc trước đã có chừng bốn vị vương giả tiểu thành cực hạn. Toàn bộ đều là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng lại bị huyền thiên lợi dụng lôi kiếp công kích, giơ tay nhấc chân liền sạch sẽ, càng khiến người rung động chính là sau khi huyền thiên bước vào vương giả cảnh, tu vị cảnh giới liên tục đột phá, liên tục độ hai lần lôi kiếp lần thứ nhất một mẻ hốt gọn tinh anh hậu bối của bảy đại thế lực hoàng phẩm lần lôi kiếp thứ hai lại giết cho chuẩn hoàng lão bối của bảy đại thế lực hoàng phẩm phải đại bại mà trốn chuẩn hoàng đồng mãn của vạn sơn vực đồng ra cùng sủng thú chuẩn hoàng cự xà của hắn càng song song bị huyền thiên chém giết vừa thành vương không lâu liền độ lôi kiếp chém giết hai đại chuẩn hoàng chiến tích của huyền thiên đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi dù cho huyền thiên là mượn nhờ lực lượng lôi kiếp nhưng thực lực tăng lên trong lôi kiếp đã là một chuyện khiến người khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi rồi mà ngay cả đan đế dược viên tồn tại từ thời đại thượng cổ đã qua vạn năm kia cho dù năm vị kiếm đế từng xuất hiện của trung châu đều từng phá vỡ qua màn hào quang phòng ngự bên ngoài nhưng cũng chỉ là phá vỡ một phần nhỏ không tổn thương trận cơ qua không được bao lâu nơi bị phá vỡ lại phục hồi như cũ nhưng lần này lại là vì huyền thiên độ kiếp mà màn hào quang bên ngoài đan đế dược viên đã triệt để bị thiên kiếp làm hỏng mất cho nên sự kiện lần này xem như làm cho tất cả thế lực của trung châu đều đối với danh tiếng của huyền thiên như sấm bên tai rồi đương nhiên phần đông các thế lực của trung châu là vì sự tích của huyền thiên mà khiếp sợ đồng thời cũng biết huyền thiên gây ra đại họa sắp sửa gặp phải nguy hiểm lớn lao ngay cả thế lực hoàng phẩm tịch dương lâu cũng khó bảo hộ hắn bởi vì đồng gia kỷ gia châu gia đằng gia uông gia hoàng phong cốc kim quang môn hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm này sau khi biết được chuyện trong đan đế dược viên tất cả đều tức giận nhào nhào phát ngôn hùng hồn muốn tịch dương lâu giao ra huyền thiên để bọn hắn xét xử muốn cho huyền thiên bồi theo hậu nhân của bọn hắn mỗi một vị hoàng giả đều là một vị đại nhân vật mỗi thế lực hoàng phẩm đều là thế lực đỉnh tiêm của trung châu danh chấn thiên hạ hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm đồng thời phát ngôn hùng hồ ni đó là chuyện khiến người rất rung động hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm đều có lời tên biến thái huyền thiên này sợ là đã xong rồi, cho dù hắn có thế lực hoàng phẩm tịch dương lâu che chở, vậy cũng không được, tịch dương lâu là thế lực hoàng phẩm mới phát triển trăm năm, mà trong bảy đại thế lực hoàng phẩm kia có mấy cái đều là truyền thừa mấy ngàn năm, căn bản không có khả năng địch lại nổi, trình độ yêu nghiệt của huyền thiên so với năm đại yêu nghiệt biến thái cùng cảnh giới còn hơn một phần, đáng tiếc a hát, chọc giận hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm, hắn lần này thật là đã xong rồi. Ngày gần đây toàn bộ cường giả khắp Trung Châu Đại Địa đều có cùng một chủ đề, chính là vận mệnh của huyền thiên, hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm đều hiện thân nói muốn huyền thiên chôn cùng, khiến tất cả cường giả Trung Châu đều cho rằng vận mệnh huyền thiên khó mà tránh khỏi. Ngày 3 tháng 11 năm 10000 một lịch sau thượng cổ, ngày thứ 12 bọn người huyền thiên trở về từ đan đế dược viên, bảy vị hoàng giả thực lực khủng bố đến cực điểm đi tới Tây huyền vực, bên ngoài tịch dương lâu, bảy vị hoàng giả đến có chuẩn bị khí thế kinh khủng kia điên cuồng tán phát ra ngoài, nhấc lên một cổ lại một cổ khí lãng kinh khủng, ngay cả mây trên trời đều bị kinh khí thế khủng kia xông đến mãnh liệt quay cuồng, hoàng giả khí thế ngập trời, chỉ cần là ở trong cùng thiên địa, chỉ cần là cường giả ngoài vương giả cảnh, dù cách xa nhau nghìn vạn dặm, cũng có thể cảm ứng được cổ khí tức đáng sợ này, tuy rằng số lượng hoàng giả của Trung Châu không ít, loại chấn động của khí tức hoàng giả này cũng hiếm thấy, nhưng cùng một thời gian, cùng một địa điểm Bảy đại hoàng giả đồng thời phóng tu vị ra ngoài, khiến cho khí tức chấn động lại cực kỳ hiếm thấy, thông qua phương hướng bảy của khí tức kinh khủng truyền đến, cường giả ngoài vương giả cấp của Trung Châu cơ hồ lập tức đều kịp phản ứng, hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm giờ phút này có lẽ đến tịch dương lâu đòi người rồi, trong bảy đại thế lực hoàng phẩm kia, Tây Trạch vực kỳ gia, Tề Lâm vực châu gia, Liệt Hỏa vực đằng gia, Nguyên Hồ vực Uông gia, đều chỉ có một vị hoàng giả, theo thứ tự là Kỳ Vô Châu, Châu Thính Vũ, Đằng Định Khôn, Uông Thủy Nhai trong bảy hoàng giả đến bên ngoài tịch dương lâu, bốn người này đều có mặt, về phần đồng gia, hoàng phong cốc, kim quang môn, thì phân biệt có hai vị hoàng giả, đồng gia có đồng kỳ thu, đồng mặc ngôn, hoàng phong cốc có hoàng hư thánh, lý đạo quang, kim quang môn có kim hồng chính, thương phá đỉnh. Trong tam đại thế lực này đều có hoàng giả đại thành, không ngoài dự tính, lần này đến tịch dương lâu, tam đại thế lực đều là hoàng giả đại thành đến, đồng mặc ngôn. Hoàng hư thánh, thương phá đỉnh nhơn trăm năm trước, lúc yến cô thành vẫn còn là vương giả hành tẩu thiên hạ tung hoành mấy vực cùng thế hệ vô địch nguyên hồ vực thiên sa vực an hống vực cách tây huyền vực khá xa cho nên yến cô thành cũng chưa giao thủ với ba người uông thủy nhai hoàng hư thánh thương phá đỉnh về phần đồng mặc ngôn kỳ vô châu châu thính vũ đằng định khôn lúc ở vương giả cảnh đều từng giao chiến với yến cô thành thậm chí không chỉ một lần kỳ vô châu châu thính vũ đằng định khôn đều là bại tướng dưới tay yến cô thành Đồng mặc ngôn thực lực kém Yến Cô Thành không xa, nhưng sau khi giao chiến mấy trăm chiêu vẫn bại bởi Yến Cô Thành, về sau, Yến Cô Thành cũng là bọn vương giả trong lớp bọn hắn, người đầu tiên thành hoàng, xa xa vượt lên đầu, để lại uy danh vô địch tung hoành mấy vực, Yến Cô Thành sau khi thành hoàng liền rất ít ra tay. Lần ra tay trước đó cũng đã là chuyện mấy chục năm trước rồi, hắn đánh bại một vị hoàng giả tiểu thành cực hạn đến khiếu chiến. Hôm nay hơn 10 năm qua đi, hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm suy đoán Yến Cô Thành có lẽ đã là hoàng giả đại thành rồi, muốn cho một vị hoàng giả đại thành cam tâm giao người, cũng không dễ dàng, cho nên, ba vị hoàng giả đại thành của đồng gia, Hoàng Phong Cốc, Kim Quang Môn toàn bộ đều xuất động, trong ba người kia, Hoàng Hư Thánh nhiều tuổi nhất, đã gần qua 300 tuổi. Công lực cực kỳ thâm hậu, nhìn qua như một lão giả tuổi trường lục tuần, mặc xiêm y màu vàng, trên đầu lưa thưa vài cọng tóc, Hoàng Hư Thánh đứng ở giữa, quần áo trên người hắn không gió mà bay, tóc bay lên, khí tức phát ra là cường liệt nhất, bên tay phải Hoàng Hư Thánh là một vị võ giả cao lớn tuổi chừng 50, mặc trường bào màu vàng, khí tức mặc dù không mãnh liệt như Hoàng Hư Thánh, nhưng lại càng thêm cương mãnh, hư không chung quanh hắn dùng gợn sóng hữu hình khuếch tán lấy, là thương phá đỉnh của Kim Quang Môn. Đã hơn 200 tuổi, bên tay trái Hoàng Hư Thánh là một hoàng giả trung niên tuổi gần 40, thực tế đã gần đến 200 tuổi, thân mặc hắc y, là đồng mặc ngôn của đồng gia, bên tay trái đồng mặc ngôn là kỷ vô châu của kỷ gia, châu thính vũ của châu gia bên tay phải thương phá đình là đằng định khôn của đằng gia uông thủy nhai của uông gia trong bảy đại hoàng giả kỳ vô châu châu thính vũ đằng định khôn không lâu trước đã cùng đồng kỵ thu của đồng gia đến tịch dương lâu chỉ là trước đó là tới làm khách còn lần này lại đến đòi người đồng mặc ngôn hoàng hư thánh thương phá đình uông thủy nhai đều là lần đầu đến đây bảy đại hoàng giả xếp thành một hàng ở trước cửa chính tịch dương lâu trên bầu trời phía đông tịch dương thành trong tịch dương thành võ giả về cơ bản đều bay lên bầu trời, xa xa bay về hướng Tây, rời xa tịch dương lâu, sợ hãi cuộc chiến hoàng giả khiến bọn hắn gặp vạ lây, hoàng giả đại chiến, vương giả cơ hồ vừa chạm vào liền chết ngay lập tức, chưa nói chi là võ giả dưới vương giả, bị gợn sóng công kích quét chúng. Đó cơ hồ chính là gió thu cuốn hết lá vàng, trong tịch dương lâu chỉ có một người bay lên không trung, đúng là Yến Cô Thành, hắn hư không cất bước, đi đến trên không trước tịch dương lâu, Cùng bảy đại hoàng giả xa xa tương đối, Yến Cô Thành so với bảy đại hoàng giả còn trẻ hơn, nhưng thần sắc không sợ, ánh mắt bình tĩnh quét về phía bảy đại hoàng giả, cũng có khí tức cường đại tán phát ra, quấy lên phong biến vân tuôn, khí tức của bát đại hoàng giả. Cường giả trên vương giả của Trung Châu đều cảm ứng được, tịch dương lâu Yến Cô Thành xuất hiện, giờ phút này, tất cả cường giả Trung Châu chú ý đến sự kiện huyền thiên đều đặt lực chú ý ở trên tám cổ khí tức hoàng giả kia, Yến Cô Thành một người đấu với bảy đại hoàng giả, tất cả cường giả đều chờ mong sẽ là kết quả gì. Tuy rằng trong lòng bọn hắn đã đoán ra đáp án nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến hứng thú của bọn hắn cả, Yến Huynh. Huyền Thiên ở trong đan đế dược viên gây ra chuyện lớn như vậy chắc hẳn Huynh cũng đã biết được, hắn giết hại toàn bộ hậu bối thiên tài của bảy thế lực lớn chúng ta, cùng chúng ta có cửu hận ngập trời không thể hóa giải. Chúng ta đã điều tra qua lai lịch của Huyền Thiên, phát hiện lúc trước hắn trống rỗng, lần đầu xuất hiện là trong thập vạn Đại Sơn, không chút quan hệ với tịch Dương Lâu, yến huynh cần gì vì một tiểu xúc xanh không có quan hệ mà làm địch với chúng ta khiến cho cả tịch dương lâu cũng lâm vào cảnh nguy hiểm chứ trong bảy đại hoàng giả có người mở miệng nói là vị thứ hai đứng bên phải đằng định khôn hơn nửa tháng trước đằng định khôn từng mang nhi tử đằng thanh đến tịch dương lâu cầu thân đã từng quen biết yến cô thành cũng từng có trao đổi tương đối quen thuộc đồng thời kỳ vô châu châu thính vũ cũng nhao nhao khuyên nhủ yến huynh quan hệ của chúng ta với tịch dương lâu vốn phi thường hài lòng nếu không phải tiểu xúc xanh huyền thiên kia xuất hiện, trong mấy thế lực lớn chúng ta, thậm chí sẽ có một thế lực kết thành thông gian với tịch dương lâu, hiện giờ tiểu xúc xanh huyền thiên kia là cử nhân giết con chúng ta, thù bất cộng đái thiên, yến huynh sao lại có thể bao che cho tiểu xúc xanh kia được. Bảy đại thế lực lớn chúng ta phải giết huyền thiên, mặc cho ai cũng không thể ngăn cản, yến huynh. Vì tiểu xúc xanh huyền thiên kia lại góp chọn cả tịch dương lâu vào, đáng giá sao. Thần sắc yến cô thành bình tĩnh. Nói chuyện trong đan đế dược viên ta cũng biết rồi, chuyện Huyền Thiên gây ra tuy rằng kịch liệt, sát khí quá nặng, nhưng Bổn hoàng cũng không cho rằng hắn làm sai, hiện giờ Huyền Thiên là khách nhân tôn quý nhất của Tịch Dương lâu, Tịch Dương lâu sẽ không để cho hắn bị bất luận kẻ nào tổn thương, ngược lại hậu bối của bảy thế lực các ngươi lại dám bắt con gái Bổn hoàng, bức hiếp Huyền Thiên hiện thân. Thật sự thật to gan, bọn hắn thực lực không bằng người, lại muốn bức Huyền Thiên hiện thân, muốn đưa Huyền Thiên vào chỗ chết, cuối cùng Huyền Thiên hiện thân rồi bọn hắn từng bước từng bước vì thế vứt bỏ tánh mạng mấy vị đều là hoàng giả thông tình đạt lý chẳng lẽ không rõ cái gì là tự tìm đường chết chết chưa hết tội sao ánh mắt của bảy đại hoàng giả bỗng lóe lên tinh quang lửa giận đại thịnh chết chưa hết tội bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận thuyết pháp cho rằng con của bọn hắn là chết chưa hết tội được mặc dù đây là sự thật bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận hoàng hư thánh đứng ở giữa bảy người nói tục ngữ nói được thế tạm tha người huyền thiên có thực lực cường đại như vậy, vì sao không tha cho bọn hắn một mạng, hắn một đầu tiện mệnh, thiếu chủ của bảy thế lực lớn chúng ta mỗi người vô cùng tôn quý, giết một tiện mệnh như hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn có đủ thực lực chạy trốn thì cứ chạy là được. Đó là vận mệnh của hắn, dám can đảm giết ngược, đó là đại nghịch bất đảo, tự tìm đường chết, chết chưa hết tội chính là tiểu xúc xanh huyền thiên. Yến Cô Thành, cho ngươi chủ động giao người, là bởi vì ngươi là hoàng giả, cho ngươi vài phần tình mọn ngươi dám cự tuyệt chính là muốn đưa tịch dương lâu đến tử lộ, cho ngươi đường sống lại không muốn, muốn tìm cái chết, yến cô thành, toàn bộ tịch dương lâu các ngươi đều là tự tìm đường chết, chết chưa hết tội. Yến cô thành bỗng khe cười một tiếng, nói, vận mệnh của tịch dương lâu các ngươi không khống chế được, chỉ bằng bảy người các ngươi mà có thể tại tịch dương lâu nói sinh lộ tử lộ. Hậu bối của các ngươi đã từng có một lần giáo huấn bằng tánh mạng, chẳng lẽ các ngươi thân là hoàng giả, không thể từ đó học ra chút gì sao, khinh người quá đáng sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng giáo huấn thê thảm đau đớn nên chính là bổn hoàng xin khuyên các vị chuyện đến nước này đã đủ rồi chẳng lẽ bởi vì tranh đấu của hậu bối mà các ngươi lại muốn toàn bộ tông môn thế gia hoàng phẩm sau lưng phải chôn cùng sao một đạo tiếng cười lạnh từ trong miệng thương phá đình phát ra hắn khinh thường nói chỉ có bên cường đại mới có thể quyết định kết quả phương nhỏ yếu chỉ có thể cầu xin tha thứ yến cô thành ngươi tự cho mình quá cao chỉ là một cái tịch dương lâu cũng dám khẩu xuất của ngôn khiến bảy đại thế lực hoàng phẩm chúng ta chôn vùi. Chôn vùi thế lực tông môn sau lưng chính là ngươi, Yến Cô Thành. Lục đại hoàng giả khác đều khinh thường cười cười, bọn hắn bảy đại thế lực hoàng phẩm liên thủ, còn không làm gì được một cái tịch dương lâu sao. Theo bọn hắn xem ra thì quyết không thể nào. Cho nên, lời của Yến Cô Thành khiến bọn hắn thập phần khó chịu. Yến Cô Thành nói, nếu các vị đã không nghe lời khuyên, khư khư cố chấp, muốn cướp người trong tịch dương lâu, vậy thì cứ mặc phóng ngựa tới đi yến cô thành ở đây ai có thể bước vào tịch dương lâu một bước trong khi nói chuyện ánh mắt yến cô thành mãnh liệt ngữ khí chém đinh chặt sắt khí thế cũng theo đó tăng lên một phần đối phương bảy đại hoàng giả đều nhíu mày nói đến nước này tịch dương lâu không có chút khả năng thả người bọn hắn muốn giết huyền thiên chỉ có thể đánh một trận đối với yến cô thành các bài tướng ngày xưa như kỷ vô châu châu thính vũ đằng định khôn ngược lại không muốn đánh một trận chỉ có đồng mặc ngôn đã từng đại chiến với Yến Cô Thành mấy trăm chiêu mới bị thua, trong ánh mắt mang theo chiến ý thật sâu, muốn lại phân cao thấp với Yến Cô Thành, bất quá, chiến ý còn cường liệt hơn cả đồng mặc ngôn, Yến Cô Thành vừa mới nói xong, thương phá đỉnh cũng đã xông ra ngoài, quát, nghe nói Yến Cô Thành tung hoành mấy vực vô địch. Có uy danh, nhất kiếm tây xuất, thiên hạ cúi đầu. Hôm nay bản hoàng ngược lại muốn xem, nhất kiếm tây lai người đến cùng có thể có bao nhiêu là thật, có phải là hư danh hay không, đang khi nói chuyện. Khí thế của thương phá đình bạo chứng tới cực điểm, toàn thân đều hiện ra một tầng kim quang, không hề hoa mỹ, một quyền đánh tới yến cô thành, bất quá, uy lực của một quyền này lại khủng bố đến cực điểm, quyền cương như một vòng liệt nhận màu vàng, trong chốc lát liền sông về trước trong vòng hơn 10 dặm, quyền cương kia to như núi, cao chừng hơn trăm trượng. Trong quyền cương màu vàng có hình ảnh một gương mặt xuất hiện, nguyên một đám nam tử cường tráng đầu chọc kim y, hai tay hợp thành chữ thập, hoặc ngồi hoặc đứng, có một loại say mê hấp dẫn mang theo lực lượng khủng bố đến cực điểm khiến uy lực đảo quyền cương này tăng lên gấp đôi bên trong tịch dương lâu huyền thiên xa xa quan sát một trận chiến này trong ánh mắt lộ ra kinh hái, thương phá đỉnh hiện ra kim quang cực kỳ giống bộ dáng khi vận chuyển đại kim cương thần lực công bất quá thương phá đỉnh là một vị hoàng giả công pháp tu luyện nhất định là công pháp hoàng cấp không thể nào là đại kim cương thần lực công mà huyền thiên biết được huyền thiên thầm nghĩ chẳng lẽ đại kim cương thần lực công còn có phiên bản công pháp cao cấp hơn hay sao nhìn nam tử đầu chọc trong quyền cương, rõ ràng chính là hòa thượng, chẳng lẽ đây là công pháp của Phật ra sao? Nhưng hòa thượng chính thức ta còn chưa gặp, ở đâu ra Phật ra? Hư không trong vòng hơn 10 dặm trong nháy mắt liền bị đánh ra một không gian liệt động thật lớn, hư không lập tức sụp đổ, khí kình cường đại, không chỉ có đánh thẳng về trước mà còn lan tràn khắp các hướng, trong hư không một tầng lại một tầng gợn sóng khủng bố tản ra tám phương, thương phá đỉnh vừa ra tay, toàn bộ bầu trời phạm vi hơn 10 dặm đều xảy ra biến hóa cực lớn. Cảnh tượng kinh khủng kia, đừng nói vương giả, cho dù là chuẩn hoàng cũng quyết không thể nào làm được, quyền cương kinh khủng kia đánh ra. Phía trước cho dù là có ngọn núi khổng lồ cao ngàn mét, chỉ sợ cũng phải bị đánh thành mảnh vỡ, biến thành đất bằng, nhưng mà yến cô thành đối mặt một quyền này, nhưng lại thập phần bình tĩnh, cũng không có nửa điểm thần sắc khẩn trương, chỉ thấy trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh bảo kiếm hoàng cấp trong suốt, xíu. Yêu yêu, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm than, không có người kịp phản ứng. Kiến Cô Thành đến tột cùng chém ra một kiếm này thế nào, bỗng nhiên liền có một đạo kiếm vân gần như trong suốt chém ra ngoài, kiếm vân kia như một trận gió, cơ hồ vô hình, nhanh vô cùng, trong chốc lát liền bổ chúng quyền cương lớn hơn trăm trượng kia, quyền cương màu vàng nhìn như vô kiên bất tồi vậy mà lập tức một phân thành hai, bị chém thành hai nửa, tận phá một quyền này của thương phá đình, phong chi áo nghĩa thật cường đại. Hai người hoàng hư thánh, đồng mặc ngôn đồng thời thở nhẹ một tiếng, đúng lúc này. Yến Cô Thành chợt quát, người cũng tiếp ta một chiêu, liệt nhật đương không, trong khi nói chuyện, thân thể Yến Cô Thành bỗng cấp tốc xoay tròn, giống như đinh ốc vậy, hắn xông lên bầu trời cực cao, thời gian chỉ nháy mắt, trong hư không chỉ để lại một đảo hư ảnh thông đạo nghiền nát, thân thể Yến Cô Thành chợt xuất hiện trên bầu trời hơn 10 dặm, không. Xuất hiện không phải thân thể Yến Cô Thành, mà là một vòng liệt nhật. Vòng liệt nhật này, so với quyền cường vừa rồi của thương phá đình phải đẹp mắt hơn nhiều lắm, mang theo khí tức vô cùng cực nóng tựa hồ bầu trời thật sự treo lấy một khỏa mặt trời vậy, thật cường đại, hỏa chi không? Là dương chi áo nghĩa, hoàng hư thánh và đồng mặc ngôn, lần nữa kinh hô, yến cô thành sông lên bầu trời cực cao, một kiếm đâm xuống, như liệt nhật ngô lên cao mà chiếu, vô cùng cực nóng, vô cùng đẹp mắt. Càng kinh khủng chính là trong liệt nhật kia trong nháy mắt liền có vô số đạo kiếm quang bắn xuống, giống như là hào quang bắn ra bốn phía, hoàn toàn bao phủ phạm vi hơn 10 dặm vào trong, tốc độ của kiếm quang giống như là quang chính thức vậy trong nháy mắt liền đánh về phía thương phá đình hơn nữa kiếm quang rậm rạp chẳng chịt hư thật giao nhau phạm vi hơn 10 dặm đều như thế cực kỳ khiến người sợ hãi thương phá đình một quyền lại một quyền hướng đánh tới bốn phương tám hướng trong nháy mắt đánh ra trăm ngàn quyền quyền ảnh trùng trùng điệp điệp bao phủ lấy hắn phòng ngự lấy chiêu kia của yến cô thành nhưng lắn hiển nhiên đã đánh giá thấp uy lực một chiêu này của yến cô thành thương phá đình chỉ chống đỡ được trong nháy mắt Quyền ảnh đầy trời kia đều bị kiếm quang sắc bén đâm thành hư vô. Trong chốc lát, trên người thương phá đình liền truyền đến đau đớn nóng rát, cảm giác như là bị thiên thiên vạn vạn đạo kiếm cương bổ chúng vậy. Thân thể trong chốc lát không thể điều khiển được bảo lui mà về. Thương phá đình là linh khu thất phẩm, hơn nữa đã đến cường độ ngũ giai, vô cùng chắc chắn, kiếm quang cũng không có đâm rách da thịt của hắn, nhưng kiếm khí cường đại lại xuyên vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn nhận lấy một chút tổn thương. Người trong lúc lui về phía sau thương phá đình liền phun ra một ngụm máu tươi, bên trong tịch dương lâu chuyển ra một hồi thanh âm hoan hô như bài sơn đảo hải. Mà hoàng hư thánh, đồng mạc ngôn, lục đại hoàng giả đến cùng thương phá đình thì toàn bộ đều thần sắc cả kinh, thương phá đình chính là hoàng giả đại thành, vậy mà dưới tay Yến Cô Thành lại không chịu nổi một kích, chỉ giao thủ hai hiệp đã bị Yến Cô Thành đánh bại, thụ thương. Thực lực của Yến Cô Thành khiến cho Hoàng Hư Thánh, đồng mặc ngôn dù cùng là Hoàng giả đại thanh như trong nội tâm đều phải rung động, thương huynh, ta đến giúp ngươi đồng mạc ngôn chợt hét lớn một tiếng, trong lúc thương phá đình lui về phía sau, thân ảnh hắn như quang. Cấp tốc xông tới trước, chiến lược mà Yến Cô Thành bày ra vượt qua bất luận người nào trong bảy đại hoàng giả của đối phương, đơn đà độc đấu quyết không có ai là đối thủ của Yến Cô Thành cả. Bên phía đồng mạc ngôn tổng cộng đến bảy vị hoàng giả, đơn đà độc đấu đánh không lại, tự nhiên liền muốn quần công, đây chính là ưu thế nhân số của bọn hắn, giống. Theo đồng mạc ngôn sông về trước, phía sau của hắn, xuất hiện một đầu hư ảnh sư tử mạnh mẽ lớn mấy trăm trượng, khí thế khủng bố khiến đám mấy trên bầu trời nhấc lên như một mảnh hải dương. Rất nhanh lan ra tứ phương, tiên sư tử giống to kia âm chấn trời cao, nhấc lên một cổ âm ba gợn sóng đáng sợ, một tuyệt kỹ trong vạn thú hoàng quyền, cuồng sư nộ hống chấn cửu tiêu, tầng âm ba kia như là gợn sóng hủy diệt, những nơi đi qua, khiến kiếm khí như nhật quang của Yến Cô Thành tầng tầng chôn vùi, rất nhanh, liền thanh trừ toàn bộ nhật quang kiếm khí trong phạm vi hơn 10 dặm thương phá đỉnh đã mất đi công kích của chiêu kiếm thuật tuyệt thế liệt nhật đương không, thân thể lui về sau liền lập tức dừng lại. Tuy rằng trên người hắn có vài miệng vết thương, hơn nữa còn nhổ một bài nước miếng máu tươi, nhưng chỗ bị thương, đối với sinh mệnh lực của một vị hoàng giả mà nói, không có ý nghĩa gì cả, thương phá đỉnh toàn thân kim sáng lóng lánh, đầu chọc bên trong hai tay như quyền cương, ở trước ngực mãnh nhiệt dựng thẳng trường hợp phách, cả người như một kim thân la hán đạp lập hư không, không chút sức mẻ, đồng mặc ngôn dùng âm ba chi thuật quét hết nhật quang chi kiếm của yến cô thành quát lớn yến cô thành thực lực của ngươi còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của ta hẳn là ngươi đã trở thành hoàng giả đại thành đỉnh phong rồi dù vậy ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu người chúng ta đồng huynh theo bổn hoàng xem hắn ngay cả là hoàng giả đại thành đỉnh phong thì thời gian bước vào cũng không bao lâu hai người chúng ta liên thủ đã đủ để chống lại rồi thương phá đình mặc dù bại nhưng khí thế vẫn còn, võ giả sau khi trở thành vương giả thì trụ cột thực lực đều thập phần cường đại, tuy rằng giữa mỗi một tiểu cảnh giới thực lực kém khá xa, sau khi trở thành hoàng giả, trụ cột thực lực càng thêm cường đại, tuy rằng cách mỗi cảnh giới thực lực so với trước hoàng giả còn lớn hơn. Nhưng bội số thực lực sai biệt lại đang không ngừng thu nhỏ lại, bởi vậy, giữa hoàng giả kém một cảnh giới, thực lực tuy rằng cách biệt một trời, nhưng không phải không thể bù đắp như trước hoàng giả nữa, trước khi thành vương giả, mỗi tăng lên một cảnh giới thực lực sẽ tăng gấp 10 lần, dễ dàng giết được võ giả thấp hơn một cảnh giới, mà sau khi trở thành vương giả thì mỗi lần tăng lên một cảnh giới, thực thực lực chỉ tăng lên 6-7 lần. Vương giả giết chết một vương giả tu vị thấp hơn một tiểu cảnh giới khó hơn lúc ở thiên giai cảnh nhiều, sau khi tới hoàng giả cảnh, tăng lên một cảnh giới, thực lực cũng chỉ tăng lên 2-3 lần, 2-3 hoàng giả cùng cảnh giới liên thủ, thực lực sẽ đề cao thật lớn, có thực lực chống lại hoàng giả cao hơn một tiểu cảnh giới, đồng mặc ngôn thương phá đình đều là hoàng giả đại thành, hơn nữa chiến lược của hai người đều phi thường không kém, cho dù Yến Cô Thành là hoàng giả đại thành đỉnh phong, hai người liên thủ cũng có thể đánh một trận, đang khi nói chuyện. Hai người đồng thời ra tay, thương phá đình không hề xuất trưởng, mà thi triển một bộ trưởng pháp, đảo đảo kim quang trường ấn trồng chất, phóng lên trời, kim quang chiếu khắp cửu thiên, như bài sơn đảo hải, đồng mặc ngôn thì tiếp tục ra quyền, hình ảnh cự sư sau lưng hóa thành một đầu mãnh hổ. Một quyền đánh ra, mãnh hổ kia cũng đồng thời giống to một tiếng, quyền cương phát ra từ trong miệng cơ hổ ẩn chứa sóng âm chi lực cực kỳ khủng bố, như một phát đạn pháo, xông về phía Yến Cô Thành trên bầu trời, hổ pháo âm quyền. Lại là một tuyệt chiêu trong vạn thú hoàng quyền, Yến Cô Thành trên cao nhìn xuống, cầm trong tay bảo kiếm hoàng cấp, bước trên mây, hào khí ngàn vạn, nói, chỉ bằng hai người các ngươi, còn chưa đủ. Đón thêm bổn hoàng một kiếm, vãn hà ánh thiên, chỉ thấy Yến Cô Thành biến đổi kiếm thuật, kiếm quang như liệt nhật kia bỗng nhu hòa hơn rất nhiều, không hề cực nóng, chói mắt nữa hóa thành một mảnh màu hồng đỏ thẫm, kia kiếm quang rậm rạp chẳng chỉ từ trên trời giáng xuống, như một mảnh ánh nắng chiều chiếu ánh bầu trời, phạm vi hơn 10 dặm đều biến thành một mảnh màu hồng đỏ thẫm, sặc sỡ lóa mắt, tốc độ tuy rằng không nhanh bằng liệt nhật chi quang nhưng lại có một loại đại thế bàng bạc, như cự sơn áp đỉnh. Che trời lấp đất, ẩn chứa quy luật biến hóa của thiên nhiên, có một loại đạo chi ý cảnh cường đại, vãn hà ánh thiên thi triển ra, trong mắt đồng mặc ngôn và thương phá đình đều lộ ra một tia kinh hái, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ép tới hai người cơ hồ khó có thể nhúc nhích, ba 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 ba. Thanh âm nghiền nát không rước bên tai, vô luận là hổ pháo âm quyền của đồng mặc ngôn hay là kim quang trường ấn của thương phá đình đều bị kiếm quang đỏ thấm kia đâm rách, rất nhanh, kim quang như nắng chiều đầy trời kia liền rơi đến bốn phía đồng mặc ngôn. Thương phá đình, kiếm khí khủng bố phong tỏa bốn phương tám hướng, xuyên thẳng qua trong hư không, cho dù hai người thuấn di, phá toái hư không cũng bị kiếm khí khủng bố kia công kích, kiếm khí chưa đến, đồng mạc ngôn và thương phá đỉnh liền kinh hãi liên tiếp lui về sau, trường ấn quyền cương lập tức trồng chất phòng thủ phía trước, nhưng trường ấn quyền cương trồng chất kia lại căn bản không thể ngăn được kiếm thế, một hồi cuồng phong chợt thổi lên, trên bầu trời ô ô rung động, thân nả của Hoàng Hư Thánh bỗng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một đào phong chi tàn ảnh, Hoàng Hư Thánh cũng động thủ, cả người hắn tốc độ như gió, thân thể như một lưỡi đao vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, hư không thuấn di nghiền nát. Phong nhận kia như đao như kiếm, xoay tròn bốn phía Hoàng Hư Thánh, theo thủ thế của Hoàng Hư Thánh đong đưa, điểm một ngón tay về phía Yến Cô Thành, phong vân vô tận lập tức cấp tốc xoay tròn, hóa thành một mảnh vòng xoáy vòi rồng cực lớn bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, trong vòng xoáy vòi rồng kia, phong nhận vô cùng vô tận cấp tốc xoay tròn lấy, cắt hư không thành từng mảnh nhỏ kể cả kiếm thế khủng bố như ánh nắng chiều buông xuống kia của Yến Cô Thành nữa, thực lực của Hoàng Hư Thánh mạnh hơn Đồng Mặc Ngôn và Thương Phá Đình không ít. Cơ hồ chỉ nửa bước nữa sẽ bước vào Hoàng giả Đại thành đỉnh phong chi cảnh, chỉ kém cơ hội đột phá thôi. Nhưng chút tranh lệch này so với Yến Cô Thành thì thực lực của hai người cũng cách biệt một trời một vực. Bất quá Hoàng Hư Thánh, Đồng Mặc Ngôn, Thương Phá Đỉnh ba vị Hoàng giả Đại thành cường cường liên thủ, thực lực tổng hợp đâu chỉ tăng lên gấp ba, ngược lại phá tan kiếm chiêu của Yến Cô Thành yến cô thành bổn hoàng không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất cường đại nhưng ngươi chỉ có một người có thể ngăn cản bao lâu dù cho thực lực ngươi có mạnh hơn nữa ba người chúng ta cũng đủ đối phó ngươi tịch dương lâu chỉ có một vị hoàng giả là ngươi mà bên phía chúng ta còn có bốn vị hoàng giả mặc kệ tịch dương lâu ngươi có trận pháp gì phòng hộ cũng không thể ngăn được bốn vị hoàng giả trận pháp vừa vỡ tịch dương lâu gặp phải công kích của tứ đại hoàng giả kết cục như thế nào trong lòng ngươi hẳn rõ ràng bây giờ hối hận vẫn còn kịp giao huyền thiên ra đây, chúng ta cam đoan không động vào tịch dương lâu, hoàng hư thánh nói như thế, tuy rằng ba vị hoàng giả đại thành liên thủ. Phá kiếm thuật tuyệt thế của Yến Cô Thành, nhưng cũng không chiếm được thượng phong, nhiều nhất chỉ có thể chống lại Yến Cô Thành thôi, đối với cao thủ như Yến Cô Thành, cho dù là bảy đại thế lực hoàng phẩm trong nội tâm đều kiên kỵ thật sâu, dùng thực lực của Yến Cô Thành, muốn đi thì đi, bảy đại hoàng giả liên thủ cũng không ngăn được, chọc một địch nhân đáng sợ như vậy, tuyệt đối sẽ khiến cuộc sống sau này khó có thể bình an, cho nên, thấy được thực lực của Yến Cô Thành, Hoàng Hư Thánh cũng thu liễm nạo khí lúc đầu. Tận lực không muốn động thủ với Yến Cô Thành, ta cũng cho các ngươi một cơ hội, dừng tay, Yến Cô Thành ta sẽ xem như các ngươi chưa từng tới. Yến Cô Thành đứng ngạo nghễ hư không, thản nhiên nói, ngữ khí tuy rằng nhẹ nhạt, nhưng ý tứ bên trong lại chân thật đáng tin, thực nghĩ một mình Yến Cô Thành ngươi có thể nghịch thiên sao. Hoàng Hư Thánh thanh âm lạnh lẽo, trong giọng nói để lộ ra lửa giận cực lớn, quát Yến Cô Thành do ta cùng với đồng huynh, thương huynh đối phó, kỷ huynh, châu huynh, đằng huynh. Uông huynh các ngươi cường công tịch dương lâu đi, vừa mới nói xong, Hoàng Hư Thánh, đồng mặc ngôn, thương phá đình đều thi triển tuyệt chiêu, đồng thời phóng lên trời, đánh tới Yến Cô Thành, mà kỳ vô châu, châu thính vũ, đằng định khôn, Uông Thủy Nhai thì vượt qua chiến trường, trực tiếp phóng tới tịch dương lâu, trên bầu trời cao cao, kiếm thế của Yến Cô Thành lần nữa biến đổi quát lạnh nói, cho dù là ba người các ngươi liên thủ, vẫn không đủ tư cách ngăn bổn hoàng, lạc nhật hoàng hôn. Húc nhật thuấn sát kiếm. Thức thứ năm, lạc nhật hoàng hôn, Yến Cô Thành mở ra kiếm thuật, kiếm thế cường đại bao phủ bốn phương tám hướng, bầu trời phạm vi hơn 10 dặm đều biến sắc, chợt ảm đạm xuống, như trời tối vậy, mà kiếm trong tay Yến Cô Thành lại đâm xuống dưới, một đoàn hào quang ôn hòa như lạc nhật sắp chìm về tây, hào quang màu hồng, cũng không chói mắt, nhưng đạo chi ý cảnh ẩn chứa trong đoàn hào quang kia lại cường đại hơn hai chiêu trước rất nhiều, mặt trời lên mặt trời lặn, đều là tự nhiên, không thể ngăn cản, liệt nhật có tươi đẹp hơn đi nữa cũng có thời khắc lặn xuống. Cường giả tuyệt thế hơn nữa cũng có ngày thọ nguyên hao hết, yến cô thành một kiếm này, đạo chi ý cảnh đạt đến tình trạng thập phần thâm ảo, cơ hồ liên quan đến lĩnh vực sinh tử, một kiếm ra, như thiên địa đại đạo, sinh tử luân hồi, lạc nhật chìm tây, hoàng hôn lâm thế công kích của hoàng hư thánh, đồng mặc ngôn. Thương phá đỉnh trong nháy mắt bị Yến Cô Thành phá sạch sẽ, cơ hồ trong cùng thời gian, ba vị hoàng giả đại thành đã bị một chiêu lạc nhật hoàng hôn này đánh trúng, cảm giác đau đớn từ lồng ngực ba người truyền đến. Máu tươi bắn ra, tất cả đều xuất hiện một đảo vết thương thật sâu, mà cùng lúc đó, trong Tịch Dương lâu lại có bốn người phóng lên trời đạp không mà ra, khí tức cường đại lộ ra ngoài, lập tức quấy lên phong vân vô biên thay đổi, đúng là bốn vị hoàng giả, người cầm đầu đúng là Yến Vân Thành, bốn người đồng thời ra tay, chặn đám kỳ vô châu công kích tịch dương lâu, kỳ vô châu, châu thính vũ, đằng định khôn, uông thủy nhai lập tức mắt choáng váng, tịch dương lâu lại có bốn vị hoàng giả. Hoàng hư thánh, đồng mặc ngôn, thương phá đình chật vật bại lui, cũng giật nảy mình có lầm không. Trung châu đại địa, mênh mông rộng lớn, số lượng võ giả không biết bao nhiêu ước tỷ vạn, vương giả như mây, vô số kể, nhưng hoàng giả lại chỉ chừng mấy trăm người, tính toán ra. Trong mỗi 100 triệu vạn võ giả cũng không xuất hiện một hoàng giả, có thể nghĩ, sinh ra một vị hoàng giả khó khăn cỡ nào, ngoại trừ những thế lực hoàng phẩm đỉnh tiêm. Trong tuyệt đại đa số thế lực hoàng phẩm, hoàng giả chỉ có một vị, thường xuyên xuất hiện chuyện một vị hoàng giả vẫn lạc, ngay tiếp theo một thế lực hoàng phẩm từ thịnh chuyển suy, lui thành thế lực vương phẩm, cho dù là một ít thế lực hoàng phẩm cường đại, có thể có hai ba hoàng giả thì cũng coi như không tệ rồi, cho tới nay, theo ngoại giới biết, tịch dương lâu vẻn vẹn chỉ có một vị hoàng giả, đó chính là Yến Cô Thành. Thế nhưng mà giờ phút này, Tịch Dương lâu vậy mà ngoại trừ Yến Cô Thành ra toát thêm bốn vị hoàng giả. Sao lại không khiến đám người hoàng hư thánh, đồng mặc ngôn, thương phá đình, kỳ vô châu, châu thính vũ, đằng định khôn, uông thủy nhai kinh hãi cho được cái này làm sao có thể chứ? Cho nên, bảy đại hoàng giả toàn bộ đều trợn tròn mắt, trong mắt vô cùng chấn động, tràn đầy rung động, không chỉ đám hoàng giả hoàng hư thánh. Há hốc mồm, giờ phút này, vô số cường giả trên vương giả ở khắp Trung Châu cũng đều sững sờ, khí tức hoàng giả chấn động vừa rồi chỉ có 8 cái. Sao thoáng cái lại thêm 4 cái? Tận 12 hoàng giả, cho dù là toàn bộ hoàng giả của 7 thế lực lớn cộng lại, vậy thì cũng chỉ có 10 vị, bọn hắn toàn bộ đều đến, cộng thêm Yến Cô Thành thì cũng chỉ có 11 vị A. À, chẳng lẽ 7 thế lực lớn đối phó tịch dương lâu, mời được một hoàng giả giúp đỡ? Hoặc là tịch dương lâu vì ứng đối 7 thế lực lớn, mời một vị hoàng giả đến hỗ trợ? Vô luận tưởng tượng thế nào, đều không có bất kỳ người nào suy đoán ra là tịch dương lâu nhiều hơn bốn vị hoàng giả. Nếu như bọn hắn không phải cảm thụ được khí tức hoàng giả mà ở hiện trường quan sát thì nhất định sẽ như đám hoàng giả. Hoàng hư thánh, đồng mặc ngôn, sẽ há hốc mồm. Trên bầu trời, Yến Cô thành một chiêu lạc nhật hoàng hôn đánh thương ba vị hoàng giả đại thành hoàng hư thánh, đồng mặc ngôn, thương phá đình, bầu trời như trước một mảnh lờ mờ, vẫn là bộ dạng lúc hoàng hôn, cái kia lạc nhật kia giống như kiếm quang lại phá không đánh tới ba vị hoàng giả đại thành kiếm quang kia xuyên thẳng qua hư không, trong chốc lát đâm ra hơn 10 dặm, tầng tầng bao phủ ba vị hoàng giả đại thành, ba vị hoàng giả đại thành thần sắc kinh hái, bọn hắn cảm nhận được sát ý của Yến Cô Thành, bảy đại hoàng giả vây công tịch dương lâu. Người khác đều đánh đến, hơn nữa nhiều lần khuyên bảo không nghe, hiển nhiên Yến Cô Thành đã động sát tâm thật rồi, lập tức ba vị hoàng giả đại thành tình thế đại nguy, bốn vị hoàng giả kỳ vô châu, châu thính vũ, đằng định khôn, uông thủy nhai đồng thời ra tay, cũng đánh tới Yến Cô Thành trên không trung, bảy đại hoàng giả liên thủ, ngay cả Yến Cô Thành cũng không áp chế nổi, một màn hào quang cự đại đột nhiên sinh ra, bao phủ bảy đại hoàng giả vào trong, kiếm quang của Yến Cô Thành đâm lên màn hào quang. Bỗng nhiên dừng lại, hơn nữa, dưới công kích của bảy đại hoàng giả đến, màn hào quang kia nhanh chóng biến lớn, tầng tầng bước lui kiếm quang của Yến Cô Thành, oanh, 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 lúc này, bốn vị hoàng giả khác của tịch dương lâu đồng thời ra tay, đánh lên màn hào quang kia, yến cô thành được bốn vị hoàng giả tương trợ, thực lực của hai bên, lập tức đã xảy ra nghịch chuyển, màn hào quang do bảy đại hoàng giả hình thành trong chốc lát nghiền nát, kiếm quang của lạc nhật hoàng hôn cùng với công kích của tứ đại hoàng giả trong trước mắt liền đánh lên trên người bảy đại hoàng giả của đối phương, phốc, 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 phốc. bảy đại hoàng giả đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trên người lại xuất hiện vết kiếm, máu tươi bắn ra, bảy đại hoàng giả trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong chốc lát liền bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, nhìn Yến Cô Thành và bốn vị hoàng giả khác của tịch dương lâu, bảy đại hoàng giả trong mắt lộ vẻ kinh hãi, không dám tái chiến, mượn xu thế lui về phía sau thân thể trong chốc lát phá toái hư không, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm, Yến Cô Thành đứng ở trên bầu trời cao cao la lớn. Giáo huấn hôm nay các ngươi nhớ rõ trong lòng, nếu dám tái phạm tịch dương lâu, mặc dù xa cũng tất chu diệt. Trong bốn vị hoàng giả khác của tịch Dương Lâu, Yến Vân Thành là người đầu tiên, nói nếu bọn họ còn dám tái phạm, lần sau bố trí xuống đại trận giam cầm hư không, khiến bọn hắn có đến mà không có về. Yến Vân Thành trở thành hoàng giả, thọ nguyên đạt tới 500 tuổi, lúc ở vương giả cảnh niên kỷ hắn xem ra giống như một lão đầu 6-70 tuổi, mà bây giờ lại là một trung niên nhân ba mươi mấy tuổi rồi. Có chút giống với Yến Cô Thành, hoàng giả của bảy thế lực lớn tất cả đều bị thương, chạy chối chết, Tịch Dương lâu nhất phái Hoan hô, vô cùng hưng phấn, trận chiến này truyền ra, Tịch Dương lâu chắc chắn danh chấn Trung Châu, trở thành một trong các thế lực hoàng phẩm cường đại, có được năm tên hoàng giả, ngoại trừ những thế lực hoàng phẩm đỉnh tiêm ra, Trung Châu có rất ít thế lực hoàng giả cường đại như vậy, có thể chống lại bảy thế lực hoàng phẩm, bất quá, nếu như có người biết rõ hoàng giả của Tịch Dương lâu tổng cộng có 9 vị. Không biết sẽ có cảm tưởng gì, chín vị hoàng giả, ngoại trừ Ngũ Đại Thế Gia kiếm đế gia, thế lực hoàng phẩm cường đại nhất trung châu cũng không có nhiều hoàng giả như vậy luận số lượng hoàng giả tịch dương lâu chính là nhiều nhất ngoài trừ ngũ đại thế gia kiếm đế ngoại trừ yến cô thành gia bát đại hoàng giả khác của tịch dương lâu đều là 10 ngày này ở trong thập vạn đại sơn bí mật độ kiếp đột phá ngoài nhân cũng không biết mỗi một vị hoàng giả đều là tồn tại đáng sợ bát đại hoàng giả là một cổ thực lực thập phần đáng sợ mà thực lực che giấu so với thực lực hiển lộ ra còn đáng sợ hơn cho nên lần này tịch dương lâu chỉ lộ ra bốn vị hoàng giả đánh lui địch nhân, còn có bốn vị hoàng giả tiếp tục cất giấu. Nếu bảy thế lực lớn còn chưa từ bỏ ý định lại đến xâm phạm tịch dương lâu, biết rõ tịch dương lâu có năm đại hoàng giả, nhất định sẽ nhầm vào năm đại hoàng giả làm ra kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng chờ bọn hắn đến tịch dương lâu xem xét thì tịch dương lâu thậm chí có chín đại hoàng giả, như vậy sẽ hoàn toàn đánh vỡ kế hoạch mà bảy thế lực lớn bày ra. Chỉ cần bọn hắn dám đến thì sẽ khiến bọn hắn không thể chống nổi đại chiến chấm dứt. Tịch Dương lâu một phái chúc mừng. Tịch Dương Lâu có thực lực cường đại như thế, toàn bộ đều do Huyền Thiên ban tặng, vốn Huyền Thiên ở Tịch Dương Lâu đã như mặt trời ban trưa, bây giờ trong lòng võ giả Tịch Dương Lâu lại càng cao lớn hơn nữa, lóng lánh, sáng chói. Huyền Thiên sau khi đại chấm dứt, cũng không lộ diện, tiếp tục bế quan tu luyện bất diệt kim thân để tam trọng, Tịch Dương Lâu cường đại quả thật có thể che chở hắn. Nhưng hắn không cần quá dựa vào người ngoài, chính thức dựa vào chỉ có bản thân, hắn không có khả năng cả đời ở trong Tịch Dương Lâu không ra ngoài được. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày lại một ngày đi qua, ngày đó, Tịch Dương Thành có không ít vương giả đứng cách xa ở ngoài hơn trăm dặm quan sát trận chiến giữa Tịch Dương lâu và bảy thế lực lớn, tin tức liền như mọc cánh, từ Tây Huyền vực, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Trung Châu, mỗi một ngày đều có thế lực mới, võ giả mới nghe được tin tức này đều không ngoại lệ. Mỗi người nghe được tin tức này toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, ngày ấy khí tức hoàng giả chợt từ tám cái biến thành 12 nguyên lai không phải tất cả hoàng giả của bảy thế lực lớn đều đến lại càng không phải là hai bên nhờ hoàng giả giúp đỡ sự thật dĩ nhiên là tịch dương lâu có bốn vị chuẩn hoàng vậy mà đều ngư dược long môn đột phá thành hoàng hơn trăm năm trước tịch dương lâu vẫn chỉ là thế lực vương phẩm bởi vì ra một thiên tài tuyệt thế yến cô thành một lần hành động thành hoàng khiến tịch dương lâu cũng nước lên thuyền cũng lên đã trở thành thế lực hoàng phẩm một thế lực hoàng phẩm mới tinh tuy rằng thực lực yến cô thành rất mạnh nhưng hoàng giả của Tịch Dương lâu chỉ có mỗi mình hắn, đối với những thế lực hoàng phẩm truyền thừa đã lâu có sẵn hoàng giả thì loại thế lực hoàng phẩm mới phát như Tịch Dương lâu căn bản sẽ không đặt vào mắt. Nếu như Tịch Dương lâu không người kế tục, không có hoàng giả mới xuất hiện, mấy trăm năm sau, yến cô thành qua đời, thế tất lại sẽ trở về nguyên trạng. Trở thành thế lực vương phẩm, nhưng bây giờ, Tịch Dương lâu một lần hành động xuất hiện năm vị hoàng giả, thiên hạ không còn thế lực nào dám can đảm xem nhẹ Tịch Dương lâu nữa cho dù là ngũ đại thế gia kiếm đế cũng đều bắt đầu coi trọng tịch dương lâu. Sự kiện tịch dương lâu ở Trung Châu tạo thành một cổ phong bảo cực lớn, sinh ra trùng kích cực lớn đối với võ giả Trung Châu, một thế lực hoàng phẩm cường đại đang từ từ bay lên. Theo sau tịch dương lâu danh chấn Trung Châu thì ránh tiếng của huyền thiên lại lần nữa khiến cường giả Trung Châu chú ý tịch dương lâu ở vào tây huyền vực nơi cực tây Trung Châu. Tuy rằng mấy vực phụ cận bởi vì Yến Cô Thành lúc tuổi còn trẻ tung hoành mấy vực vô định mà thanh danh đại chấn, nhưng đặt ở toàn bộ trung châu đại địa tịch dương lâu vẫn không có tiếng tam gì duy nhất có thể khiến cho người trong thiên hà coi trọng chính là tịch dương lâu là thế lực hoàng phẩm ngoài ra tựa hồ cũng không có nhiều sự tích nhưng từ sau khi huyền thiên xuất hiện tịch dương lâu và huyền thiên có quan hệ từ đó về sau tịch dương lâu liền nhiều lần xuất hiện trong miệng võ giả trung châu võ giả sự tích một đợt tiếp nối một đợt khiến danh tiếng tịch dương lâu truyền bá khắp trung châu đại địa danh chấn thiên hạ đến tột cùng là huyền thiên sáng tạo ra thanh danh tịch dương lâu hay tịch dương lâu sáng tạo ra uy danh của huyền thiên cường giả thiên hạ đều phân biệt ra được giữa tịch dương lâu và huyền thiên trọng điểm là ở chỗ huyền thiên tất cả chuyển biến đều là vì sự xuất hiện của huyền thiên mà phát sanh biến hóa cho nên tịch dương lâu danh chấn thiên hạ đồng thời danh tiếng huyền thiên càng khiếp sợ thiên hạ huyền thiên chính là ngọn người tất cả phong ba trung tâm phong bảo tiểu điểm của trung châu đại địa thời gian dần qua từ ngũ đại yêu nghiệt biến thái đổi sang do huyền thiên mà di động huyền thiên danh chấn thiên hạ, bản thân hắn cũng không lộ diện, một mực bế quan tu luyện, thành quả tu luyện của hắn mỗi một ngày đều đang phi tốc tiến lên, trải qua hơn nửa tháng tu luyện, hắn đối với bất diệt kim thân đệ tam trọng. Đã đa luyện thành bảy tám phần, không dùng được mấy ngày nữa liền có thể đại công cáo thành rồi. Trong lúc thiên hạ khiếp sợ, huyền thiên bế quan tu luyện thì hoàng giả của bảy đại thế lực hoàng phẩm vạn sơn vực đồng gia, tây trạch vực kỳ gia, tề lâm vực châu gia, liệt hỏa vực đằng gia, nguyên hồ vực uông gia, thiên sa vực hoàng phong cốc, an hống vực kim quang môn cũng không bởi vì lần trước thua ở tịch dương lâu mà an ổn. Sau khi bảy đại hoàng giả trị xong thương thế đã là 10 ngày sau, thập đại hoàng giả toàn bộ đều hội tụ ở vạn sơn vực đồng gia, đồng gia là người khởi sướng tụ. Hội lần này, với tư cách ông chủ, sau khi chúng hoàng giả toàn bộ đến đông đủ thì đồng mặc ngôn nói, mời các vị tới chắc hẳn các vị cũng biết là cần làm gì rồi. Tiểu súc xanh huyền thiên kia ở trong đan đế dược viên biểu hiện ra tiềm lực lớn cỡ nào, có lẽ không cần ta nhiều lời, nhi tử chết chúng ta có thể tái sinh, hậu bối tinh anh chết chúng ta có thể lại bồi dưỡng, nhưng huyền thiên đã là cựu địch của bảy thế lực lớn chúng ta, nếu chờ hắn lớn lên, bảy thế lực lớn chúng ta đều sẽ không có một ngày tốt lành. Cho nên huyền thiên phải chết, chúng hoàng giả nghe vậy, tất cả đều gật đầu, hiển nhiên huyền thiên đã là mối hòa trong lòng của bọn hắn, trên thực tế, huyền thiên cũng không phải như trong suy nghĩ của các hoàng giả này. Tuy rằng đệ tử hậu bối của bảy thế lực lớn trêu chọc hắn trước, nhưng huyền thiên đã ra tay chém chết bọn hắn tuy rằng trong đó có thể có ý của trưởng bối bảy đại thế lực nhưng huyền thiên cũng không vì vậy mà giận chó đánh mèo lên bảy thế lực lớn chỉ cần bảy thế lực lớn không trêu chọc hắn thì hắn cũng chẳng muốn quản tới tuy rằng hoàng giả của bảy thế lực lớn vây công tịch dương lâu một lần huyền thiên cũng không vì vậy mà sinh ra thù hận quá lớn báo thù cho vãn bối là chuyện thường tình huyền thiên cũng không trách tội tịch dương lâu phô bảy thực lực một lần chỉ cần bảy thế lực lớn chịu thua huyền thiên trưởng thành cũng sẽ không đi đối phó bọn hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đại khái nói chính là tâm tư của đám hoàng giả đồng mặc ngôn rồi ai ngờ hành vi của bọn hắn lại từng bước chọc giận huyền thiên mang đến mầm tai và chính thức cho bọn hắn đằng định khôn nói tịch dương lâu ngoại trừ yến cô thành ra lại còn bốn vị hoàng giả chuyện này thật vượt ngoài dự liệu của chúng ta bốn người kia toàn bộ đều là chuẩn hoàng sao hiện giờ toàn bộ đều thành hoàng giả rồi tịch dương lâu có năm đại hoàng giả tuy rằng tứ đại hoàng giả khác vừa mới thành hoàng nhưng thực lực của Yến Cô Thành quá cường đại, thập đại hoàng giả chúng ta toàn bộ ra tay, mặc dù có thể thắng nhưng nếu đối phương liều mạng thì chỉ sợ chúng ta cũng sẽ phải một cái giá cực lớn, không ít hoàng giả nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối với tịch dương lâu rất là kiêng kỵ hoàng giả có thể sống 500 năm, thọ nguyên cực kỳ lâu dài, vương giả hai đời, phàm nhân sống năm sáu thế cũng không sống lâu được như vậy. Đối với tánh mạng của mình cực kỳ quý trọng, nếu đánh chết huyền thiên mà phải mất mạng, hiển nhiên không có bất kỳ người nào nguyện ý dùng mạng của mình để đổi mạng với huyền thiên cả đối với hoàng giả mà nói tánh mạng chính là cái giá lớn nhất cái giá như vậy bọn hắn không trả nổi cho dù là hai vị hoàng giả đại thành hoàng hư thánh thương phá đình cũng lộ ra vẻ kiên kỵ dùng thực lực khủng bố của yến cô thành nếu thật sự liều mạng thì mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh nhưng muốn kéo chết một hai tên làm đệm lưng cũng không phải không thể đồng mặc ngôn đối với phản ứng của mọi người hiển nhiên đã sớm đoán trước nói, số lượng hoàng giả của tịch Dương Lâu hiển nhiên cũng có chút vượt quá dự liệu của bổn hoàng, cho nên chỉ dựa vào thập đại hoàng giả chúng ta thì không có khả năng thắng được, nhưng chúng ta có thể tìm kiếm giúp đỡ, ví dụ như hai lão bất tử của Phong Nguyệt Sơn, Phong Nguyệt Song Tẩu. Kỳ Vô Châu Thanh Âm Cả Kinh, nói, hai cái lão bất tử này đã 400 tuổi A, đều là hoàng giả đại thành, nhưng thanh danh của bọn hắn cũng không hay, nổi danh tham lam, làm sao có thể giúp chúng ta đối phó tịch Dương Lâu được. Đồng Mạc Ngôn nói chính là vì tham lam, cho nên mới có thể giúp chúng ta, bốn vị chuẩn hoàng của tịch dương lâu bỗng toàn bộ thành hoàng, các ngươi không thấy kỳ quái sao. Yến Vân Thành lúc mở ra đan đế dược viên vẫn là chuẩn hoàng, trở về hơn 10 ngày đã thành hoàng rồi, chuyện này rất cổ quái, ân. Quả thật cổ quái, chúng hoàng giả gật đầu nói, thương phá đình chợt kinh hô một tiếng, Yến Vân Thành là từ sau khi đan đế dược viên mở ra trở về mới thành hoàng giả, có thể nào ba người khác cùng thành hoàng cùng hắn luôn không? Chẳng lẽ, người của tịch dương lâu ở trong đan đế dược viên đã lấy được thành hoàng đan hay sao? Những hoàng giả khác đều hít một hơi khí lạnh, thành hoàng đan. Đây chính là vật báu vô giá, xuất hiện một khỏa cũng đã cực kỳ khủng khiếp, mà tịch dương lâu đã có bốn vị chuẩn hoàng đều thành hoàng giả, cần bốn khỏa thành hoàng đan, làm sao có thể có nhiều thành hoàng đan như vậy được? Thế nhưng không có thành hoàng đan, bốn vị chuẩn hoàng sao lại toàn bộ đều trở thành hoàng giả trùng hợp như vậy chứ? Cổ quái! quả nhiên cổ quái chúng hoàng giả trong lòng thầm nhủ đồng mạc ngôn hừ lạnh một tiếng nói nhất định là đã lấy được thành hoàng đan nghe nói tiểu xúc xanh huyền thiên kia tiến nhập trung tâm cấm khu có thể là hắn mang ra từ trong đó đã từng có người ở trong trung tâm cấm khu đạt được hoàng linh thảo các vị cũng biết thành hoàng khó khăn cỡ nào không có thành hoàng đan chuẩn hoàng của tịch dương lâu làm sao có thể có bốn vị đều thành hoàng giả được hơn nữa thời gian còn trùng hợp như vậy ngoại trừ yến cô thành trước kia không nghe qua tịch dương lâu từng có bất luận hoàng giả nào còn lần này lại đi ra bốn vị tuyệt đối là tiểu xúc xanh huyền thiên kia đã lấy được hoàng linh thảo thậm chí trực tiếp lấy được thành hoàng đan khiến tịch dương lâu nhặt được tiện nghi cho lòng chúng hoàng giả đều lộ ra một tia hâm mộ và ghen ghét, ghét thành hoàng đan còn gọi là hoàng linh đan sau khi bước vào hoàng giả đạt được viên thuốc này cũng có hiệu quả cực lớn tốc độ tu luyện thật nhanh hơn nữa nếu tu vi kẹt ở cực hạn cảnh giới nào đó tiềm lực đã hết không có có hy vọng tiến thêm một bước nữa thì hoàng linh đan cũng có hiệu quả kích phát tiềm lực đột phá cảnh giới mỗi một khỏa hoàng linh đan đều là vận báu vô giá có thể ngộ nhưng không thể cầu đằng định khôn có chút vì chua nói đáng tiếc a hát thứ như vậy lại bị người của tịch dương lâu dùng Kỳ vô châu nói đồng huynh việc này có quan hệ gì đến thỉnh phong nguyệt song tẩu ra tay đồng mặc ngôn cười lạnh một tiếng nói muốn đả động phong nguyệt song tẩu cũng không dễ dàng, mà thành hoàng đan hoàn toàn là một trong các bảo vật có thể đả động hai người, hắc hắc. Chúng ta chỉ cần nói tiểu xúc xanh huyền thiên kia vẫn còn hoàng linh thảo hoặc là hoàng linh đan, sau khi diệt sát huyền thiên thì hoàng linh thảo và hoàng linh đan đều thuộc về bọn hắn, các người nói bọn hắn có thể tâm động hay không. Đồng mạc ngôn đánh bậy đánh bạ, ngược lại nói đúng, trên tay huyền thiên quả thật còn hoàng linh thảo, hơn nữa là 22 gốc, đủ luyện chế ra 44 khỏa hoàng linh đan, Hoàng Linh thảo thưa thất cỡ nào, là chân bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, không có người nào nghĩ ra trên người huyền thiên còn có thể có nữa. Bốn gốc hoàng Linh thảo, đã đủ khiếp sợ thiên hạ rồi, hoàng giả còn lại ánh mắt Linh động, bờ môi vảnh lên, dùng chân bảo giả dối hư ảo hấp dẫn phong nguyệt song tẩu ra tay, cái này quả nhiên là biện pháp tốt, đồng huynh chiêu này rất hay. Chúng hoàng giả đối với đồng mặc ngôn đều giơ ngón tay cái lên. Ngày 31 tháng 1 năm 10 một lịch sau thượng cổ đây là một ngày rất đặc biệt, huyền thiên tu luyện suốt 30 ngày, rốt cục đã tu thành bất diệt kim thân đệ tam trọng, vận chuyển bất diệt kim thân, huyền thiên không chỉ có hai tay đều hóa thành màu vàng ròng mà ngay cả hai chân cũng. Thế, giờ có thêm hai kim thối chắc chắn, không chỉ khiến khu vực phòng ngự của huyền thiên càng lớn mà tính công kích cũng mạnh hơn, phạm vi hai chân lớn hơn hai tay nhiều, lực lượng của chân cũng mạnh hơn tay, hai chân của huyền thiên không những có thể phòng ngự mà còn có thể thi triển công kích vô cùng khủng bố hiệu quả cường hóa cương nguyên của bất diệt kim thân đệ nhất trọng thẳng đến khi huyền thiên đạt tới thiên giai cảnh mới xuất hiện, mà hiệu quả của đệ nhị trọng là đến thiên giai cảnh hậu kỳ mới lộ ra, hiện giờ huyền thiên tu luyện bất diệt kim thân đệ tam trọng. Trình độ cường hóa cương nguyên cũng không tăng trưởng trên diện rộng, vẫn là chừng 3-40 lần, xem ra, muốn xuất hiện biến hóa lớn, cũng phải đến ngoài vương giả cảnh hậu kỳ mới được, bất diệt kim thân tu luyện thành rồi, về sau cần chính là thời gian tích lũy, nhục thể của ta vừa mới chế tạo thành linh khu, lại liên tục đột phá đến vương giả tiểu thành, muốn trở thành vương giả tiểu thành cực hạn, cần tu vi ý niệm và tu vi linh khu đều đạt tới ngoài nhất giai cực hạn, ý niệm tu vi của ta sớm đủ rồi. Cần chính là tích lũy tu vi linh khu, đáng tiếc, tu vi linh khu khác với tu vi ý niệm, không phải dựa vào lĩnh ngộ là được, phải cần thời gian dài cường hóa, tích lũy, đột phá, muốn đạt tới vương giả tiểu thành cực hạn, tu vi linh khu vẫn còn một đoạn đường phải đi, hiện giờ lôi chi áo nghĩa hỗn độn áo nghĩa của ta đều đã đạt đến nhị cấp, phương diện tu vi ý niệm kém duy nhất một chút đúng là hỏa chi áo nghĩa, đầu tháng 3 thiên huyền kiếm tháp sẽ mở ra, tu vi ý niệm càng cao mới có thể xông lên càng cao trong thiên huyền kiếm tháp. Còn hơn một tháng nữa, ta phải nghĩ biện pháp lĩnh mộ hỏa chi áo nghĩa đến nhị giai mới được, huyền thiên trong nội tâm yên lặng thì thầm, tu luyện hỏa chi áo nghĩa, ở trong lửa hiệu quả tốt nhất, huyền thiên đã rời khỏi chỗ ở, tiến đến chỗ ở của Yến Cô Thành, thỉnh giáo Yến Cô Thành một chút xem thử Trung Châu có liệt diễm chi địa giống như xích diễm sơn mạch của trục Nhật đại lục hoặc là hỏa diệm sơn của thần Châu hay không, huyền thiên đi được nửa đường, bỗng tịch dương lâu vang lên tiếng chuông thật lớn. Thanh âm dồn dập là tiếng chuông có địch xâm lấn, ân. Lại vẫn có người dám tới xâm lấn tịch dương lâu, huyền thiên nhướng mày nhìn lên không chung, tìm kiếm địch nhân cũng không lâu lắm, hư không phía đông tầng tầng nghiền nát, tổng cộng có 12 vị hoàng giả đột nhiên xuất hiện một thanh âm quen thuộc vang lên trên bầu trời, là đồng mặc ngôn hét lớn một tiếng, đại trận giam cầm hư không. Ha 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 ha, một cái tịch dương lâu nhỏ bé, trận pháp bố trí xuống cũng có thể giam cầm được chúng ta sao, Yến Cô Thành. Lần này không chỉ có huyền thiên phải chết mà tịch dương lâu cũng xong rồi. 12 cổ khí tức kinh khủng đến cực điểm tản ra, khiến bầu trời phương viên trăm dặm đều phải biến sắc, gió nổi mây phun, võ giả trong tịch dương thành lại lần nữa thất kinh bay lên không trung bay về hướng tây, võ giả không cách nào phi hành cũng nhanh chóng chạy như điên về tây, rời khỏi Tịch Dương Thành, 12 đại hoàng giả tiến công Tịch Dương Lâu, cái này giống như thần tiên đánh nhau vậy, phàm nhân như bọn hắn đến gần đều phải tử vong, võ giả trong Tịch Dương Lâu đều nhìn lên trời. Chỉ thấy 12 đại hoàng giả liên tục ra tay, liên tục phá vỡ đại trận, trước đó lần thứ nhất chỉ tới 7 đại hoàng giả, lúc này lại đến cả 12 người, giờ phút này, cường giả trên vương giả của Trung Châu lại một lần nữa khiếp sợ phía tây huyền vực vậy mà lại có hoàng giả đại chiến, ngay từ đầu đã xuất hiện khí tức của 12 vị hoàng giả, rất nhanh khí tức của 12 vị hoàng giả biến thành 17 vị, Yến Cô Thành mang 4 vị hoàng giả lần trước đạp không mà lên, bay lên không chung, 5 vị hoàng giả đánh giá cẩn thận 12 đại hoàng giả của đối phương. Phát hiện ngoại trừ thập đại hoàng giả của 7 thế lực lớn ra, còn nhiều thêm hai lão giả lớn tuổi, hai lão giả một nam một nữ, tu vi đều là hoàng giả đại thành, nam nhìn qua gần 90 tuổi, dâu bạc trắng tóc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, phi thường già nua, nữ nhìn qua cũng hơn 80, đầu đầy tóc bạc, trong tay cầm một thanh quải trượng hắc sắc. Hoàng giả nhìn già nua như vậy tuổi thật ít nhất cũng ngoài 400 rồi, hoàn toàn là lão bất tử đã đến lúc tuổi già, phong nguyệt song tẩu. Yến Cô Thành trông thấy hai người, nhướng mày, trong ánh mắt lòe ra một tia yêu sầu, phong nguyệt song tẩu, chính là hoàng giả nổi tiếng đã thành danh mấy trăm năm ở Trung Châu, trở thành hoàng giả ít nhất đã 300 năm, Hoàng giả niên kỳ thấp hơn 300 tuổi từ nhỏ có thể đã nghe thấy thanh hai của hai vị hoàng giả này mà mà lớn lên cũng nên, phong nguyệt song tẩu, một nam một nữ. Là một đôi vợ chồng, nam gọi là Sích Truy Phong, nữ gọi là Vân Truy Nguyệt, hai người từ lúc bắt đầu lưu lạc thiên hạ đã có một yêu thích chung tham lam, chỉ cần là thứ nhìn chúng thì dù nghĩ hết phương pháp cũng muốn thu vào tay, khi hai người ở vương giả cảnh gặp mặt có lẽ là như tầm nhưu má tầm má, hai người mới quen đã thân, kết làm bầu bạn. Nhân phẩm hai người tuy rằng không ra sao, nhưng tư chất lại là phi thường tốt, về sau không đến trăm tuổi liền song song trở thành hoàng giả, sau khi thành hoàng càng một đường tăng đến hoàng giả đại thành chi cảnh, bởi vì Phong Nguyệt. Song Tẩu là hoàng giả của miền Tây Trung Châu cho nên thanh danh ở miền Tây Trung Châu càng thêm hiển hách, Tịch Dương Lâu có chín đại hoàng giả, hơn nữa thực lực yến cô thành cường đại, cho dù là thập đại hoàng giả của đối phương đều xuất hiện, Tịch Dương Lâu cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Nhưng giờ lại có thêm hai lão bất tử như Phong Nguyệt Song Tẩu, vậy thì thực lực hai bên sẽ thay đổi rồi, Phong Nguyệt Song Tẩu đều là hoàng giả đại thành, một người đã có thể so sánh với hơn 10 hoàng giả bình thường. Cực khó đối phó, trong Tịch Dương lâu trong ngoại trừ Yến Cô Thành, còn lại tất cả hoàng giả đều chỉ mới bước vào hoàng giả cảnh, là hoàng giả bình thường, Phong Nguyệt Song Tẩu chỉ cần phân ra một người là đã có thể đối phó được rồi, mà Yến Cô Thành, hiển nhiên không phải địch thủ của mấy hoàng giả còn lại, trách không được Yến Cô Thành cũng nhíu mày cảm thấy không ổn bảy thế lực lớn mời phong nguyệt song tẩu khỏi núi đích thật là có ý muốn một mẻ hốt gọn tịch dương lâu rồi phong tẩu xích truy phong trong phong nguyệt song tẩu nhìn năm vị hoàng giả phía trước nói lúc bổn hoàng tung hoành thiên hạ thì tịch dương lâu chẳng qua chỉ là thế lực vương phẩm như con sâu cái kiến nháy mắt hiện giờ rõ ràng ra năm vị hoàng giả Hắc 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 xem ra số mệnh của tịch dương lâu không tệ nha bất quá số mệnh lớn hơn nữa gặp phong hoàng gia ra ngươi thì cũng chỉ có con đường chết thôi nghe nói tịch dương lâu có thứ không tệ a à. lão bà tử ta đã lâu không xuất thế vì thiên hạ đã không còn vật gì khiến áo bà tử ta động tâm hôm nay nguyệt hoàng nãi nãi ngươi khó được ra tay một lần đám tiểu tử của tịch dương lâu có thể được chết dưới tay ta các ngươi có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh a à. nguyệt tẩu vân truy nguyệt che miệng cười nói thanh âm giống như một con gà mẹ vậy yến cô thành tuy rằng lông mi hơi nhíu nhưng ánh mắt kiên định không chút kinh hoàng âm thanh lạnh lùng nói, muốn dương oai ở tịch dương lâu ta, mặc kệ bất luận kẻ nào. Cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Trong khi nói chuyện, Yến Cô Thành vung tay lên, vèo, 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 lại có bốn người từ trong tịch dương lâu đạp hư mà đến, khi tức lộ ra ngoài, lại lần nữa nhấc lên một trận phong bảo, khiến Lưu Vân cuồn cuộn trên bầu trời càng kịch liệt thêm vài phần, vậy mà lại là bốn vị hoàng giả, công thệm Yến Cô Thành, tịch dương lâu suốt chín vị hoàng giả xếp thành một hàng đứng đối diện trước 12 đại hoàng giả ngoài 20 dặm, cái gì? Hoàng giả của bảy thế lực lớn trong mặt thiếu chút nữa đã lòi ra, chín vị. Hoàng giả của tịch dương lâu vậy mà tận chín vị. Hai mắt của Sích Truy Phong và Vân Truy Nguyệt đều toát ra thần sắc khiếp sợ, một thế lực hoàng phẩm có được chín vị hoàng giả, ở Trung Châu đại địa ngoại trừ ngũ đại thế gia kiếm đế gia, tuyệt đối không có thế lực thứ sáu, số lượng hoàng giả mà tịch dương lâu có được tuyệt đối là đệ nhất ngoài ngũ đại thế gia. Giờ phút này, Cường giả ngoài vương giả ở khắp Trung Châu cũng đều đột nhiên cả kinh. Bọn hắn từ phía Tây Huyền vực cảm ứng được 21 cỗ khí tức hoàng, ông trời ơi. Trong lòng không ít cường giả hung hăng nhảy lên, Trung Châu mỗi một vị hoàng giả đều thập phần tôn quý, những võ giả khác khó gặp, nhưng là giờ phút này, thậm chí có 21 vị hoàng giả tụ tập cùng một chỗ phóng tu vi ra ngoài, muốn tiến hành một lần hoàng giả quần chiến. Đây là đại sự, tuyệt đối, đại sự tuyệt đối nếu nói lần trước hoàng giả của trung châu đều chỉ đứng xem thế nào thì lần này đã hoàn toàn bị kinh động trung châu các nơi đại lượng hoàng giả xuất hiện cấp tốc tiến vào truyền tống trận muốn thông qua truyền tống trận nhanh chóng đuổi tới tây huyền vực muốn xem một chút đến tột cùng là hoàng giả nào muốn tiến hành quần chiến tốc độ thuấn di của hoàng giả cực nhanh trong nháy mắt đã là mấy trăm dặm trên trăm lần hô hấp đã có thể thuấn di mấy vạn dặm tuy rằng tất cả thế lực lớn sẽ không thành lập truyền tống trận ở gia tộc hoặc là trong tông môn nhưng cũng sẽ không cách quá xa, có thể hơn vạn dặm, nhiều nhất là mấy vạn dặm, trong thập vạn đại sơn của Tây Huyền vực, tất cả yêu thú đều nơm nớp lo sợ, cho dù là yêu vương đỉnh tiêm cũng không ngoại lệ, thậm chí có yêu hoàng che giấu thật sâu, không dám lộ diện, bởi vì, hoàng giả lần lượt từ truyền tống trận của các thế lực lớn đã tìm đến trong thập vạn đại sơn của Tây Huyền vực rồi, Tây Huyền vực tuy rằng là tiểu vực, cũng không phồn hoa, không phải trung tâm võ giả tập trung, nhưng trong Thập Vạn Đại Sơn lại có một vết nứt không gian tương thông với ma giới cho nên cường giả chung. Châu Tu kiến Chấn Ma Tháp ở đó, tất cả đại thế lực hoàng phẩm đều có truyền tống trận nối thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn bốn phía Chấn Ma Tháp, hoàng giả lần lượt xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn, sau đó cấp tốc hấn di tới Tịch Dương Thành, dùng tốc độ nháy mắt mấy trăm dặm của hoàng giả khi mấy mươi vạn dặm chỉ đại khái không đến 20 phút là đã đến được ở phụ cận tịch dương thành hơn vạn dặm có một tòa truyền tống trận tịch dương lâu tu kiến để tiện liên hệ với mấy vực lân cận cái truyền tống trận này cũng tương liên với truyền tống trận của các vực khác có thể trực tiếp đến cho nên cũng có hoàng giả trực tiếp liền thông qua truyền tống trận đến ngoài tịch dương thành vạn dặm nhanh chóng chạy đến tịch dương lâu khí tức của suốt 21 vị hoàng giả muốn tiến hành một hồi hoàng giả đại hỗn chiến kinh động đến toàn bộ hoàng giả của trung châu cơ hồ có 200 đến 300 vị hoàng giả đều đuổi đến tây huyền vực trong lúc nhất thời Hoàng giả thiên hạ tề tụ. Tịch Dương lâu mặc dù có 9 vị hoàng giả, luận thực lực tổng hợp vẫn kém hơn 12 đại hoàng giả của đối phương không ít, đối phương thế nhưng có 5 vị hoàng giả đại thành, dùng thực lực của Yến Cô thành đối phó ba vị hoàng giả đại thành cộng thêm 2 vị hoàng giả bình thường đã là cố gắng lắm rồi, đối mặt 4 vị hoàng giả đại thành rất là khó khăn, cho nên thực lực hiển nhiên không bằng đối phương, nhưng Yến Cô thành các hoàng giả lại không chút sợ hãi, một thế lực có được 9 đại hoàng giả, ai cũng phải nghĩ kỹ đã đến cảnh giới hoàng giả rồi thì sinh mệnh lực rất mạnh cho dù thân thể bị diệt hồn phách cũng có thể chu du thiên hạ đoạt xá trọng sinh rất khó giết chết mặc dù đối phương có thể thắng được trận này đánh bại đám người yến cô thành diệt đi tịch dương lâu chém huyền thiên nhưng đám yến cô thành chạy trốn hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào bảy thế lực lớn đều ở các vực bất đồng chúng hoàng giả chỉ có hội tụ cùng một chỗ mới có thể chống lại chín đại hoàng giả hội tụ cùng một chỗ chứng minh có sáu thế lực lớn không là gì không hội tụ cùng một chỗ, chứng minh bảy thế lực lớn toàn bộ đều không là gì, yến cô thành dẫn đầu chín đại hoàng giả, tùy thời đều có thể diệt đi một thế lực hoàng phẩm trong đó, 12 đại hoàng giả của đối phương đều có chút há hốc mồm, nếu như Tịch Dương Lâu chỉ có 5 cái hoàng giả, có thể bằng vào thực lực tuyệt đối một mẻ hốt gọn toàn bộ, nhưng là Tịch Dương Lâu lại có 9 đại hoàng giả, muốn một mẻ hốt gọn rất khó, đào tẩu chính là họa lớn, cho dù là năm đại thế gia kiếm đế bình thường đều thập phần khách khí với hoàng giả ai cũng không muốn sau lưng cất giấu một vị địch nhân cấp hoàng giả cả, đồng mặc ngôn và hoàng hư thánh, thương phá đình liếc nhau, trong mắt đều lộ vẻ do dự, không biết nên lựa chọn thế nào, bất qua nhìn về phía phong nguyệt song tẩu, chỉ thấy ánh mắt hai lão bất tử này sau khi khiếp sợ ban đầu, vậy mà dần biến thành kinh hỉ kinh hỉ Đồng mặc ngôn sững sờ, cái này có gì đáng kinh hỉ sao? Xích truy phong chợt hưng phấn nói, các ngươi quả nhiên không lừa gạt vợ chồng chúng ta, tịch dương lâu quả nhiên còn có hoàng linh thảo, hắc 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 xem ra lần này thật sự là đại vận khí của chúng ta rồi. Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình, cùng với Kỳ Vô Châu. Đều xứng sờ, thầm nghĩ lão bất tử kia bị chúng ta gì thế, điệp 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 điệp. Chấm than, thanh âm như gà mẹ kêu của Vân Truy Nguyệt vang lên, cười nói yên tâm, bọn hắn đều chạy không được. Khi Vân Truy Nguyệt đang nói chuyện thì thân ảnh của Sích Truy Phong bỗng biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo Thuấn Di đã xuất hiện ở bên phải hơn trăm dặm, sau đó lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa nhưng những nơi hắn đi qua lại xuất hiện một cây đại kỳ không không chỉ là bên ngoài hơn trăm dặm có một cây đại kỳ cơ hồ trong nháy mắt bốn phía tịch dương thành kể cả tịch dương lâu trong phạm vi hơn trăm dặm liền nhiều hơn bảy cán đại kỳ trong nháy mắt thuấn di bảy lần tuy rằng mỗi một lần chỉ thuấn di hơn trăm dặm nhưng trong nháy mắt lại thuấn di được hơn bảy trăm dặm tốc độ này thật sự là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi không nói đến tốc độ cắm cờ của xích truy phong nhưng tốc độ của hắn cũng đã trên đời vô song lĩnh mộ đối với phong chi áo nghĩa không biết đã đạt đến mức nào rồi bảy cán đại kỳ này mỗi cán đều cao trăm trượng cắm trong hư không cao ngàn mét trong nháy mắt một cổ lực lượng khổng lồ lập tức bao phủ trong phạm vi hơn một trăm dặm hư không trở nên chắc chắn như sắt bảy cán đại kỳ này vậy mà ngăn trở thành một đại trận giam cầm hư không hơn nữa phạm vi bao phủ lại đạt hơn trăm dặm thân ảnh xích truy phong trong nháy mắt liền quay về nơi cũ tựa hồ như chưa từng rời đi nhưng trên mặt hắn lại nhiều thêm dáng cười ha ha, ha chấm than vân truy nguyệt càng cười đến cao hứng bừng bừng cơ hồ không khác gì một gà mẹ đang kêu cả đám hoàng giả đồng mặc ngôn cảm thấy hư không bốn phía trở nên chắc chắn như sắt không cách nào thuấn di trên mặt kinh hỉ đồng thời trong nội tâm cũng rung động trên tay hai lão bất tử này thậm chí có bảo kỳ lợi hại như thế giam cầm hư không lợi hại như thế quả thực chính là khắc tinh của hoàng giả huyền thiên ở một chỗ trong tịch dương lâu hắn cũng cảm thấy hư không biến hóa chân mày cau lại tình thế đối với bọn người yến cô thành cực kỳ bất lợi lúc này thần cơ tiên sinh chợt đi tới bên người huyền thiên nói huyền thiên thời cơ đột phá của ta cuối cùng cũng tới ngươi tới thể nghiệm một chút sự khủng bố của lôi kiếp đi nói xong thần cơ tiên sinh liền đạp không mà lên bay về phía chúng hoàng giả trên bầu trời lôi kiếp huyền thiên ánh mắt sáng ngời trách không được thần cơ tiên sinh nói thời cơ đột phá của hắn chưa tới xem ra hắn sớm tính toán được tịch dương lâu có kiếp này rồi huyền thiên biết thần cơ tiên sinh kỳ thật cũng là tồn tại biến thái lôi kiếp hắn thành hoàng khẳng định so với lôi kiếp hắn thành vương phải khủng bố hơn nhiều lắm, mà đối với huyền thiên mà nói, lôi kiếp càng mạnh. Thực lực của hắn sẽ càng biến thái, càng khủng bố, trên bầu trời, xích truy phong, vân truy nguyệt cười lớn, đồng mặc ngôn, hoàng hư thánh, thương phá đỉnh. Thập đại hoàng giả của bảy thế lực hoàng phẩm tuy rằng trong lòng rung động, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, đây là lần thứ hai bảy đại thế lực hoàng phẩm vây công tịch dương lâu, một lần còn có thể tha thứ, liên tục hai lần, tuyệt đối sẽ kích phát cửu hận sâu sắc, tịch dương lâu có chín đại hoàng giả, nếu không thể diệt trừ, đối với bảy đại thế lực hoàng phẩm là một nguy hiểm chí mạng, càng không nói đến, có thêm yêu nghiệt huyền thiên tư chất cực kỳ nghịch thiên, càng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của bảy đại thế lực hoàng phẩm. Không thể không giết, cho nên, vô luận xích truy phong, vân truy nguyệt đáng sợ đến cỡ nào, chỉ cần đánh tan tịch dương lâu, đánh chết huyền thiên, đối với thập đại hoàng giả của bảy thế lực như đồng mạc ngôn, hoàng hư thánh, thương phá đình. Mà nói đều là chuyện tốt, mà chín đại hoàng giả bên phía tịch dương lâu lúc này lại nhíu chặt mày, cho dù là Yến Cô Thành thì trong lòng cũng vần quanh một đoàn mây đen, hư không bị giam cầm, hơn nữa phạm vi còn hơn trăm dặm, trên trời dưới đất toàn bộ tịch dương lâu, tịch dương thành hư không chắc chắn như sắt, không cách nào thuấn di, mà đại trận giam cầm hư không này là do xích truy phong bố trí xuống, hắn thuấn di lại không bị ảnh hưởng, dùng tốc độ đáng sợ kia của hắn, chín vị hoàng giả muốn bay ra ngoài trận khó như lên trời hơn nữa đại trận xích truy phong bố trí xuống vân truy nguyệt thân lại mang vật phẩm không bị trận pháp ảnh hưởng cũng có thể thuấn di hai vị hoàng giả đại thành có thể thuấn di còn có thập đại hoàng giả vây quanh hiệp trợ chạy ra ngoài trận cơ bản là không thể nào yến cô thành trong lòng tuy rằng mây đen bao phủ nhưng trên mặt lại không lộ ra ánh mắt nhìn trầm trầm vào xích truy phong vân truy nguyệt nói tây huyền vực và vân phong vực cách xa ngàn vạn dặm hơn tịch dương lâu và phong nguyệt sơn không qua lại chưa bao giờ quen biết cho tới nay nước giếng không phạm nước sông phong nguyệt song tẩu các ngươi vì sao liên thủ với bọn họ xâm lấn tịch dương lâu nếu yến mỗ may mắn thoát thân còn lưu một ngụm dư khí các ngươi sẽ không sợ rước lấy đại họa cho phong nguyệt sơn sao mặc dù các ngươi trên đời yến mỗ không diệt được phong nguyệt sơn nhưng qua tiếp trăm năm nữa các ngươi một mạng quy thiên mà Yến Mỗ lại đang ở lúc cường thịnh, các ngươi sẽ không sợ Yến Mỗ diệt cả nhà Phong Nguyệt Sơn, giết hết hậu thế, đồ tử đồ tôn của các ngươi sao? Chấm than, xích truy phong, vân truy nguyệt hai mắt đột nhiên co rụt lại. Nếu Yến cô thành chạy thoát, một vị hoàng giả đại thành đỉnh phong, đích thật là phiền toái cực lớn. Phong Nguyệt Sơn chính là thế lực hoàng phẩm mà sau khi xích Truy Phong và Vân Truy Nguyệt Thành hoàng thành lập ở Vân Phong Vực, một nhà có hai đại hoàng giả, ngay từ đầu, Phong Nguyệt Sơn trong các thế lực hoàng phẩm đã vượt qua các thế lực khác chỉ có một hoàng giả. Rồi sau đó, hai người càng song song trở thành hoàng giả đại thành, Phong Nguyệt Sơn ở trong thế lực hoàng phẩm càng tăng lên mức trung thượng, bất quá, Phong Nguyệt Sơn có một khuyết điểm rất lớn là không người kế tục, ngoại trừ xích truy phong và vân truy nguyệt. Phong Nguyệt Sơn thành lập đã qua 300 năm cũng không ra một hoàng giả, mà thọ nguyên của hai người bọn họ đều chỉ còn không đến trăm năm, đợi hai người vừa chết, Phong Nguyệt Sơn cường đại sẽ lập tức hạ xuống làm thế lực vương phẩm, xích Truy Phong và Vân Truy Nguyệt cả đời đã đoạt không ít đồ vật của người khác. Thế lực hoàng phẩm đã đắc tội hai cánh tay cũng đếm không hết. Nếu hai người vừa chết, không cần chờ Yến cô thành ra tay, chỉ sợ sẽ có những hoàng giả khác đến Phong Nguyệt Sơn báo thù ngay, sẽ san bằng Phong Nguyệt Sơn thành đất bằng. Cho nên Phong Nguyệt Song tẩu đối với Hoàng Linh Thảo phi thường khát vọng, một là muốn bồi dưỡng hậu bối hoàng giả, hai là muốn tu vi tịnh tiến. Hai người đã kẹt ở đài hoàng giả đại thành nhiều năm. Tiềm lực hoàn toàn hao hết, không còn hy vọng đột phá, nhưng có Hoàng Linh đan. Hai người sẽ đột phá Hoàng giả đại thành đỉnh phong, mặc dù không cách nào kéo dài thọ nguyên, nhưng sẽ có được thực lực càng cường đại, cường giả không ai chê thực lực cường đại cả, Xích Truy Phong sắc mặt dừng trong nháy mắt, nói: "Yến cô thành, ngươi nói đúng, Phong Nguyệt Sơn và Tịch Dương lâu nước giếng không phạm nước sông, chúng ta không cần phải tranh chấp sinh tử, bất quá." Bổn hoàng nghe nói, Tịch Dương lâu các ngươi có Hoàng Linh thảo, hoặc là hoàng linh đan, hắc 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 hắc. Người đưa cho bổn hoàng 10 khỏa 8 khỏa thì bổn hoàng sẽ không nói hai lời, xoay người rời đi, sao hả, ha ha ha. Chấm than, tiếng cười như gà mẹ của Vân Truy Nguyệt vang lên, nói Yến Lâu Chủ, nếu ngươi có thể đưa cho Phong Nguyệt Sơn 10 khỏa 8 khỏa hoàng linh đan, tịch dương lâu sẽ là bằng hữu của Phong Nguyệt Sơn, bằng hữu có khó khăn, Phong Nguyệt Sơn chắc chắc sẽ ra tay giúp đỡ, đang khi nói chuyện, con mắt Vân Truy Nguyệt quét về phía bọn người đồng mặc ngôn, hoàng hư thánh, thương phá đỉnh ân. Vân Truy Nguyệt vừa mới nói xong, Xích Truy Phong cũng khẳng định nhẹ gật đầu, trong nội tâm thập đại hoàng giả đột nhiên cả kinh. Cảm thấy không ổn, kháo. Hai lão bất tử này lại muốn lâm trận làm phản. Trong lòng bọn chúng lập tức toát hồi mồ hôi lạnh, đại trận do bảy cán trận kỳ tạo thành này giam cầm hư không hơn trăm dặm, bao phủ toàn bộ thập đại hoàng giả vào trong, nếu là Phong Nguyệt song tẩu trở mặt. Liên hợp cùng tịch dương lâu thì bọn hắn xong rồi, làm người sao có thể như vậy cái này quá không có khí tiết rồi. Thập đại hoàng giả lập tức trong nội tâm mắng, đồng mặc ngôn nhìn sang phong nguyệt song tẩu, hai vị có ý gì. Đang khi nói chuyện, đám thập đại hoàng giả đồng mặc ngôn đều thối lui sang một bên, đã đi ra cách phong nguyệt song tẩu ngoài ngàn mét, lòng mang phòng bị, Yến Cô Thành thấy phong nguyệt song tẩu có dấu hiệu hóa thù thành bạn, trên tay hắn còn có hai khỏa hoàng linh đan, trong đó một khỏa là giữ lại cho huyền thiên. Tuy rằng hoàng linh đan vô giá, nhưng dùng một khỏa hoàng linh đan đế hóa giải cục diện hắn cũng nguyện ý. Yến Cô Thành nói, lần này đan đế dược viên mở ra, tịch dương lâu may mắn đã lấy được chín khỏa hoàng linh đan, trong đó tám khỏa đã bị 8 vị chuẩn hoàng của tịch dương lâu dùng, vẫn còn dư lại một khỏa. Nếu các người nguyện ý giúp tịch dương lâu diệt trừ 10 tên không biết xấu hổ này, Yến mẫu nguyện dâng lên khỏa hoàng linh đan kia, phi. Sao lại xảo hợp như vậy, còn đúng một khỏa, xích truy phong, trên tay hắn tuyệt đối không chỉ có một khỏa giết hắn sẽ đạt được 5 khỏa, 8 khỏa, thậm chí là 10 khỏa. Đồng mạc ngôn lớn tiếng nói, xích truy phong cười hắc hắc, nói yến cô thành ngươi không khỏi quá keo kiệt đi, ta cũng không muốn ngươi 10 khỏa 8 khỏa, như vậy đi, ngươi cho bổn hoàng 3 khỏa, bổn hoàng quay đầu rời đi, không hỏi đến các ngươi nữa, cho bổn hoàng 5 khỏa, vợ chồng chúng ta sẽ giúp tịch dương lâu một phen tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Có được không, xích truy phong, ngươi thân là hoàng giả, còn muốn lâm trận làm phản, muốn làm ra chuyện hèn hạ như vậy sao? trong thập đại hoàng giả mọi người giống lên yến cô thành nói không phải yến mỗ keo kiệt mà là trong tịch dương lâu chỉ còn lại một khỏa hoàng linh đan xích truy phong vân truy nguyệt yến mỗ không cần các ngươi hỗ trợ hai người các ngươi sau khi đạt được hoàng linh đan phải lập tức rời khỏi chỗ này không thể là địch với tịch dương lâu khỏa hoàng linh đan kia tặng cho ngươi cũng không sao xích truy phong xoay chuyển ánh mắt khẽ cười nói tốt mục đích của bổn hoàng chính là hoàng linh đan ngươi cho bổn hoàng, bổn hoàng sẽ lập tức rời đi, ha ha ha. Chấm than, Vân Truy Nguyệt lại nở nụ cười như gà mẹ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Yến Cô Thành, thập đại hoàng giả đồng mặc ngôn, hoàng hư thánh, thương phá đình cũng không ngoại lệ, nếu Yến Cô Thành thật sự giao ra đan dược, phong nguyệt song tẩu thật sự vỗ vỗ mông rời đi, vậy thì thập đại hoàng giả bọn họ cũng không còn lựa chọn khác, chỉ có thể trực tiếp rời đi, sau đó, xuất ra đại lượng chân bảo đến tịch dương lâu bồi tội, Yến Cô Thành biết xích truy phong không thế nào tin cậy, nhưng trước mắt tình thế tịch dương lâu nguy cấp. Giao ra một khỏa hoàng linh đan để hóa giải nguy hiểm cũng đáng, hắn bàn tay vừa nhấc, một lọ thuốc lập tức xuất hiện trong tay hắn, tiêu điểm của tất cả mọi người đều rơi vào trên lọ thuốc kia, Yến Lâu Chủ, mặc dù ngươi đưa hoàng linh đan cho người này thì hắn cũng sẽ không rời đi đâu. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Yến Cô Thành nghe vậy, lập tức bàn tay vừa thu lại, lọ thuốc biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân dâu bạc trắng tóc trắng, có dáng vẻ tiên phong đạo cốt mang theo một thanh niên anh Tuấn 20 tuổi đầu đạp không mà đến, thanh âm chính là từ miệng thần cơ tiên sinh vang lên, xích truy phong nhìn xem thần cơ tiên sinh trong mắt gần như muốn tóe lửa, bất quá thập đại hoàng giả đồng mặc ngôn, hoàng hư thánh, thương phá đỉnh. Nghe vậy đều lộ vẻ vui mừng, ánh mắt của bọn hắn lướt qua trên người thần cơ tiên sinh, sau đó liền tập trung ở trên người huyền thiên, trên mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra sát ý cực điểm, tịch dương lâu chín đại hoàng gia thấy thần cơ tiên sinh hiện thân trong mắt đều lộ vẻ vui mừng, thần cơ tiên sinh cũng đã có nói, hắn tùy thời đều có thể thành hoàng, Yến Vân Thành mặc dù trở thành hoàng, nhưng đối với thần cơ tiên sinh vẫn phi thường kính trọng, nói tiên sinh lời ấy là cớ gì. Thần cơ tiên sinh nhìn xích truy phong và vân truy nguyệt, nói hai người này tướng mạo, thần sắc đều có tham lam chi tướng trong lòng của bọn hắn không hề biết thỏa mãn ngươi cho một khỏa hắn liền muốn hai khỏa ngươi cho ba khỏa hắn liền muốn năm khỏa bọn hắn cầm một khỏa sẽ đi trừ phi mặt trời mọc hướng tây yến vân thành với tư cách là thân đệ của yến cô thành tự nhiên biết gió huyền thiên và thần cơ tiên sinh cũng không phải người trung châu hưng phấn mà nói ánh mắt tiên sinh quả nhiên lợi hại hai người này nổi danh tham lam đã mấy trăm năm rồi vân truy nguyệt sớm đã dừng tiếng cười như gà mẹ đẻ trứng trên mặt cũng không vui vẻ xích truy phong thì nhìn chằm chằm vào thần cơ tiên sinh sát ý như nước thủy triều âm thanh lạnh lùng nói ngươi là người nào không phải hoàng giả cũng dám tới đây nhìn ngươi bộ dạng già nua có lẽ thọ nguyên không nhiều ngại chết không đủ nhanh sao thần cơ tiên sinh thần sắc lạnh nhạt mỉm cười nói ngươi sai rồi ta là hoàng giả thần cơ tiên sinh nói xong trong miệng liền bay ra một đạo quang mang hào quang kia lập tức biến lớn hóa thành một bóng người đứng ở phía trước thần cơ tiên sinh, là một trung niên nhân hơn 30 tuổi, mặt mũi phi thường tương tự thần cơ tiên sinh, há mồm phun ra một người. Chúng hoàng giả thần sắc đều cả kinh, chưa nghe nói qua loại thủ đoạn này, trung niên nhân kia một tiếng hô, thiên cơ nghịch chuyển, thành hoàng chuyển sinh. Vừa mới nói xong, trung niên nhân miệng lớn khẽ hấp, thân thể thần cơ tiên sinh chợt bị hút đi, nhanh chóng hóa nhỏ, bị trung niên nhân nuốt vào, oanh một cổ khí tức hoàng giả kinh khủng bỗng từ trên người trung niên nhân tán phát ra trung niên nhân chính là thần cơ tiên sinh hình dạng trẻ đi mấy chục tuổi của hắn không ngờ lại thành hoàng oanh chúng hoàng giả ở đây chúng võ giả bên dưới tịch dương lâu bất luận cường giả nào đang quan chiến ở xa xa trong lòng đều chấn động một vị hoàng giả cứ như vậy vẫn lạc rồi lại bị huyền thiên một kiếm thuấn sát không nói mọi người ở đây cường giả ngoài vương giả khắp toàn bộ trung châu giờ phút này cũng phải khiếp sợ trong chiến đấu của chúng hoàng giả bỗng nhiên mất đi khí tức của một vị hoàng giả. Điều này đại biểu cái gì? Trong chiến đấu khí tức không thể ẩn giấu được, kết quả lớn nhất chính là tử vong, trung châu đại địa, mênh mông rộng lớn, võ giả vô số, nhưng hoàng giả cũng chỉ có hơn mấy trăm ngàn người, không thể nhiều hơn, hoàng giả thọ qua 500 tuổi, thọ nguyên phi thường lâu, phàm nhân bình thường chỉ có thể sống đến 50 đến 60 tuổi, tục ngữ nói người đến thất thập cổ lai hy, phàm nhân có thể sống qua 70 tuổi cũng đã rất thưa thất rồi, phàm nhân 7-8 kiếp cũng khó có thể sống lâu được như hoàng giả, bởi vậy có thể thấy được 500 năm là thời gian dài cỡ nào, tử vong, đại biểu cho kết thúc tánh mạng. Kết thúc của thọ nguyên, một vị hoàng giả thọ nguyên hao hết, tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi, thế nhân cảm thán cả đời cũng thôi đi, nhưng một vị hoàng giả chết trận, tuyệt đối là đại sự khiến khắp châu khiếp sợ, bên ngoài tịch Dương Thành đã có hoàng giả tìm đến. Nhìn thanh niên anh Tuấn lôi quang điện thiểm như lôi thần trên không trung, thổn thức không thôi bất quá chỉ là vương giả tiểu thành lại có thể mượn nhờ lực lượng lôi kiếp chém giết hoàng giả tiểu thành chuyện như vậy chưa từng nghe qua lần nào hoàng giả còn chưa tìm đến tịch dương thành cảm nhận được một vị hoàng giả vẫn lạc đều muốn tăng tốc độ thuấn di lên tới cực hạn thế lực hoàng phẩm tuy ít nhưng toàn bộ trung châu cũng có mấy trăm loại thế lực hoàng phẩm mới phát như tịch dương lâu vốn cũng không khiến hoàng giả của trung châu chú ý bao nhiêu nhưng bảy thế lực lớn vây công tịch dương lâu vậy mà đã dẫn phát hơn hai mươi vị hoàng giả quần chiến đây chính là thiên đại sự rồi, kết quả thương vọng tuyệt đối không chỉ là một vị hai vị hoàng giả vẫn lạc, nếu như đại lượng hoàng giả vẫn lạc. Đây tuyệt đối là tổn thất lớn đối với thực lực nhân tộc, cho nên mới có nhiều hoàng giả như vậy tìm đến, đương nhiên, đại bộ phận hoàng giả đều là đến xem náo nhiệt, chỉ có một ít hoàng giả thân phận đặc thù mới muốn đến ngừng đại chiến, đằng định khôn chết rồi. Với tư cách hoàng giả tiểu thành, hắn mới hơn 200 tuổi, còn có thể sống hơn 200 năm vậy mà đã bị chết ở trong tay vương giả tiểu thành vừa mới thành vương không bao lâu như huyền thiên, chết rất không nhắm mắt, thân thể của hắn chợt tách ra một vết kiếm thật sâu, vết kiếm kia từ mi tâm giữa hai mắt đằng định khôn, bổ ra sống mũi, cho nên, cặp mắt của hắn vẫn bảo trì nguyên vẹn, cho dù chết rồi, trong hai mắt cũng để lộ ra thần sắc không thể tin được thi thể của đằng định khôn rất nhanh rơi xuống từ không trung. Lục đại hoàng giả kỳ vô châu, châu thính vũ, đồng kỳ thu, lý đạo quang, uông thủy nhai, Kim Hồng chính cách hắn bất quá vài trăm mét giờ phút này đều hoảng hồn, phạm người tịch dương lâu chết. Huyền Thiên quát lạnh một tiếng, hai kim thủ lần nữa hóa kiếm mà động, hai tay lướt qua, từng đạo lôi đỉnh kiếm khí bổ đi ra, kiếm kia khí như căn căn tia điện, phi thường thật nhỏ, nhưng vô cùng sáng chói, tốc độ nhanh như tia chớp, trình độ sắc bén nghe rợn cả người, oanh. Ngay khi Huyền Thiên xuất kiếm, trên bầu trời lại đánh xuống một mảng lớn lôi kiếp, cũng là lôi hải to lớn, bao phủ phương viên trăm dặm, nhưng trên lôi hải lại nhiều thêm rất nhiều lôi đình binh khí, hơn nữa, còn có tường tòa lôi đình núi lớn, lôi đình cung điện, lôi đình bảo tháp. Nguyên một đám lôi cầu cực lớn, một tia ý thức toàn bộ đều bổ xuống dưới, chúng hoàng giả phía dưới lại một lần nữa đụng phải công kích của lôi kiếp liền vội vàng ngăn cản, mà huyền thiên ở trong lôi đình lại như cá gặp nước, thực lực thủy trung bảo trì ở trạng thái đỉnh phong, lực lượng dùng không cạn, hơi trọng yếu hơn chính là lôi kiếp kia đánh xuống, một mảnh lôi hải bao phủ tứ phương, Lôi đỉnh kiếm khí của Huyền Thiên nhập vào lôi hải, đều sáng chói giống như điện quang, không có bất kỳ hoàng giả nào có thể phân biệt ra được ra. Đến tột cùng cái nào là lôi điện, cái nào là lôi đỉnh kiếm khí Huyền Thiên bổ ra. Một bản thân mình còn trẻ nuốt bản thân mình già, cho dù là một đám hoàng giả, đều trợn mắt há hốc mồm, con đường thần cơ tiên sinh tu luyện hoàn toàn không giống với bình thường, hoàng giả ở đây đều là đại nhân vật kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa nghe qua cách thành hoàng này, nhưng thần cơ tiên sinh vừa thành hoàng Khí tức kinh khủng kia phát ra lại thập phần mãnh liệt, ở đây có hoàng giả tiểu thành, luận khí tức còn kém xa thần cơ tiên sinh, cho dù là hoàng giả tiểu thành cực hạn khí tức so với thần cơ tiên sinh vẫn có chỗ không bằng, vừa thành hoàng. Cường độ khí tức liền bước thẳng hoàng giả đại thành, có thể thấy thực lực thần cơ tiên sinh biến thái cỡ nào, bên kia tịch dương lâu lại nhiều thêm một vị hoàng giả, hơn nữa là thực lực còn bước thẳng hoàng giả đại thành, thập đại hoàng giả, tuy rằng thực lực tổng hợp so ra vẫn kém 12 đại hoàng giả đối phương nhưng cuối cùng cũng cân bằng được chút ít, giờ phút này, cường giả Trung Châu lại kinh động, khí tức hoàng giả lại nhiều thêm một cái, khí tức của 22 vị hoàng giả. Tuy rằng Tây Huyền vực hội tụ 200 đến 300 vị hoàng giả. Hoàng giả ở truyền tống trận bên ngoài tịch Dương Thành ngoài vạn dặm lúc này cũng đã chạy tới phụ cận tịch Dương Thành, nhưng khí tức của bọn hắn cũng không phóng ra ngoài, cho nên người khác không thể cảm ứng được, ha ha ha. Chấm than, tiếng cười như gà mẹ đẻ trứng của Vân Truy Nguyệt lại vang lên, nói, vừa thành hoàng đã có thể sánh với hoàng giả tiểu thành cực hạn, thực lực không tệ a hát, bất quá, vậy thì làm được gì? Nhiều hơn một cái ngươi, là có thể nghịch chuyển thực lực sao? Ha ha ha, ta sao lại cảm thấy ngươi rất không tự biết mình đấy? Tu vi của phong nguyệt song tẩu đều là hoàng giả đại thành, một người có thể thắng bát đại hoàng giả bình thường của tịch dương lâu, một người khác có thể thắng thần cơ tiên sinh, thập đại hoàng giả đồng mạc ngôn, hoàng hư thánh, thương phá đỉnh. Liên thủ, Yến Cô Thành cũng xa xa không phải là đối thủ, Vân Truy Nguyệt nói không sai, cho dù nhiều thêm thần cơ tiên sinh, cũng không có khả năng nghịch chuyển thực lực được, bất quá, thần cơ tiên sinh đã trẻ lại như hơn 30 tuổi lại Thủy Trung Bảo chỉ vui vẻ, tự tin vạn phần, nói nghịch chuyển thực lực, đương nhiên không phải dựa vào ta, mà là hắn. Trong khi nói chuyện, tay thần cơ tiên sinh chỉ về phía huyền thiên nói, xích truy phong, Vân Truy Nguyệt sững sở. Thập đại hoàng giả đồng mặc ngôn, hoàng hư thánh, thương phá đình càng sững sờ, mà ngay cả không ít hoàng giả của tịch dương lâu cũng đều sững sờ, a à ah, ha 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 Chấm than, Vân Truy Nguyệt sau khi yên lặng một lúc bỗng cười ha hả, tựa hồ như kéo căng dây thanh ra, rốt cục phát ra tiếng cười bình thường một lần, chỉ vào huyền thiên khinh thường đến cực điểm nói, bằng hắn. Một tên tiểu bối vương giả tiểu thành, xích truy phong cười lạnh nói, hắc 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 hắc, ngươi xác định không phải mình đang nói đùa đấy chứ. Thập đại hoàng giả đồng mặc ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình. Cũng khinh thường nở nụ cười. Tuy rằng Huyền Thiên mượn nhờ cơ hội đột kiếp, chém giết qua chuẩn Hoàng, nhưng ở đây đều là Hoàng Giả, chuẩn Hoàng, Hoàng Giả, tranh lệch một chữ lại khác biệt như thiên địa, hơn nữa, Hoàng Giả ở đây còn không phải một hai người, bọn hắn khoảng chừng 12 đại Hoàng Giả, càng không nói đến trong bọn họ Hoàng Giả bình thường rất ít, hơn nữa là Hoàng Giả Tiểu Thành, Hoàng Giả Tiểu Thành cực hạn, số lượng nhiều nhất là Hoàng Giả Đại Thành, dùng cường độ linh khu của bọn hắn, đừng nói chiến đấu, đứng bất động ở đó nếu võ giả dưới hoàng giả không có bảo khí hoàng cấp cũng khó mà tổn thương được bọn họ chút nào chúng hoàng giả đều ở trên bầu trời cao ngàn mét hoàng giả đối phương khinh thường cười khẽ hoàng giả bên phía tịch dương lâu cũng có chút không thể tin tuy rằng huyền thiên quả thật biến thái nhưng sao có thể bằng vào hắn liền có thể nghịch chuyển chênh lệch với đối phương được bất quá giờ phút này võ giả trong tịch dương lâu lại nguyên một đám khiếp sợ không thôi bọn hắn thấy trên vòm trời đã hội tụ một vòng xoáy lôi đình cự đại không biết phạm vi bao nhiêu dặm bao phủ chọn phiến thiên không này có thiên kiếp có thiên kiếp cảm giác của hoàng giả rất nhạy cảm rất nhanh hoàng giả ở cách tịch dương thành ngoài trăm dặm cùng với hoàng giả trên không tịch dương thành đều phát sát biến hóa trên vòm trời bọn người đồng mặc ngôn hoàng hư thánh thương phá đỉnh trông thấy lôi đình trên bầu trời đều thần sắc chấn động bọn hắn biết gió huyền thiên đúng là mượn nhờ lôi kiếp chi lực chém giết qua chuẩn hoàng bất quá bọn hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường bọn hắn cũng không phải chuẩn hoàng cho dù có lôi kiếp thì cũng không sợ huyền thiên, xích truy phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuy rằng vòng xoáy lôi đỉnh kia có chút to lớn, nhưng bọn hắn thành hoàng đều vượt qua thiên kiếp, thần cơ tiên sinh vừa mới thành hoàng, cái này rõ ràng là thiên kiếp thành hoàng, bọn hắn cũng không có gì e ngại cả, xích truy phong cười lạnh nói, độ kiếp mà thôi, hẳn là ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ lôi kiếp của ngươi sao, nên sợ hẳn là bọn hắn a. À. Chấm than, xích truy phong chỉ về phía huyền thiên, cùng với bát đại hoàng giả bình thường của tịch dương lâu, thần cơ tiên sinh lại mỉm cười, nói chuẩn bị tiếp nhận thịnh yến lôi đình đi, thuận tiện thưởng thức thoáng một phát phong thái huyền thiên mượn lôi kiếp chảm hoàng thế nào. Oanh, thần cơ tiên sinh vừa dứt lời, liền một có một tiếng sấm ầm vang, một mảnh lôi quang khủng bố đột nhiên từ phía trên khung lập tức bổ xuống dưới, lôi quang kia bao phủ phương viên trăm dặm là một mảnh lôi hải cực lớn, trong nháy mắt liền bổ lên người thần cơ tiên sinh, đồng thời tất cả hoàng giả trong phương viên chăm dặm toàn bộ đồng loạt bị lôi kiếp bổ kích, kể cả huyền thiên trong đó nữa, tất cả hoàng giả đã sớm có chuẩn bị, cương nguyên hộ cháo bên ngoài cơ thể một tầng lại một tầng bao phủ, công kích lôi kiếp lần đầu, cũng không công phá được phòng ngự của bọn hắn, thần cơ tiên sinh thì trên đầu hiện lên thiên cơ kính phòng chế, một nhúm hào quang bao phủ lấy hắn, tựa hồ một nửa của hắn không còn tồn tại, lôi kiếp bổ về phía hắn vậy mà toàn bộ đều rơi vào khoảng không, thần cơ tiên sinh là mục tiêu của lôi kiếp lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, bổ tới ngang thần cơ tiên sinh liền đình chỉ, cũng không bổ xuống đại địa, tất cả hoàng giả ở đây đều đang chống cự lôi kiếp, hơn nữa, các hoàng giả như Sích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt, Đồng Mạc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thường Phá Đình vẫn còn dư lực công kích về phía hoàng giả của Tịch Dương Lâu, Tịch Dương Lâu bên này, bát đại hoàng giả bình thường đều đang kiệt lực ngăn cản lôi kiếp, chỉ có Yến Cô Thành, thần cơ tiên sinh là rảnh tay đối địch, phản ứng của Huyền Thiên hoàn toàn khác với hoàng giả khác chỉ thấy lôi kiếp đánh xuống, hắn vậy mà không chút phòng ngự, cũng không có nửa điểm né tránh, ngược lại đón lôi kiếp phóng lên bầu trời, cả người đều bao phủ trong lôi hải, khoan khoái dễ chịu. Khoan khoái dễ chịu cực độ, lôi kiếp này so với lôi kiếp lúc huyền thiên thành vương cường đại hơn đâu chỉ gấp 10 lần, lôi kiếp lúc huyền thiên thành vương là lôi điện tứ trọng thượng phẩm, có thể đánh chết vương giả đỉnh tiêm, chuẩn hoàng cũng kiên trì không được bao lâu, mà lôi kiếp giờ khác này lại do lôi điện ngũ trọng tạo thành, đại bộ phận là lôi điện ngũ trọng hạ phẩm. Còn có bộ phận là ngũ trọng trung phẩm, trách không được ngay cả hoàng giả Đại Thành cũng phòng bị ngăn cản, lôi kiếp do lôi điện ngũ trọng trung phẩm tạo thành có uy lực chém giết hoàng giả Đại Thành, Huyền Thiên. Thân mang ngựa Lôi Châu, có thể hấp thu lôi đình chi lực, lôi kiếp càng mạnh, thực lực gia trì trên người Huyền Thiên lại càng mạnh, một mảnh lôi hải như thế, ngựa Lôi Châu như kình ngư hấp thủy, trong nháy mắt liền hấp thu đến tràn đầy. Hơn nữa, ngựa Lôi Châu tựa hồ có năng lực sàng chọn cường độ lôi đình Cơ hồ hấp thu toàn bộ lôi điện ngũ trọng trung phẩm trong lôi kiếp, thực lực Huyền Thiên Phi tốc tăng lên, vốn sau khi hắn trở thành vương giả tiểu thành thì thực lực so với vương giả đại thành đỉnh phong còn mạnh hơn, hiện giờ thực lực càng lập tức tăng vọt đến vương giả đỉnh tiêm. Sau đó, vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong vương giả đỉnh tiêm cực hạn, chuẩn hoàng, cho dù là thực lực đến chuẩn hoàng nhưng vẫn không có chút dừng lại, lập tức liền đạt đến cấp hoàng giả, lần thứ nhất cảm nhận được thực lực khủng bố của hoàng giả, cảm giác kia Mỹ Diệu giống như ở trong sơn mạch lôi đình, khi huyền thiên vẫn còn là thiên giai cảnh đã cảm giác được thực lực của vương giả vậy, lôi điện ngũ trọng trung phẩm đối ứng với hoàng giả cảnh trung kỳ, số lượng nhiều thì dù là hoàng giả đại thành cũng phải bị đánh chết, tuy rằng lôi điện ngũ trọng trung phẩm trong lôi hải không nhiều. Nhưng đều bị ngự lôi châu hấp thu, thực lực huyền thiên tăng lên đến cấp hoàng giả vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục một đường tăng vọt, hoàng giả bình thường, hoàng giả tiểu thành, hoàng giả tiểu thành cực hạn, hoàng giả đại thành, hoàng giả đại thành đỉnh phong. Trọn vẹn tăng lên đến hoàng giả đại thành đỉnh phong mới ngừng lại, mượn nhờ lôi kiếp khủng bố của thần cơ tiên sinh, thực lực của Huyền Thiên vẫn mà điên cuồng tăng lên đến tình trạng hoàng giả đại thành đỉnh phong. Nếu lôi điện ngũ trọng trung phẩm trong lôi kiếp đủ thì thực lực của Huyền Thiên có thể sẽ đạt tới hoàng giả. Cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng chính là hoàng giả đại thành cực hạn, so với yến cô thành còn cao hơn một bậc, cổ lôi kiếp này bổ đến thập phần hung mãnh, lôi điện bình thường đánh xuống ngay lập tức liền tán nhưng lúc này lại trọn vẹn bộ năm sáu lượt hô hấp thì lối tiếp mới dần tán đi hoàng giả không chiến đấu đều kinh ngạc nhìn hướng huyền thiên biến mất không biết huyền thiên bị lôi điện ngũ trọng hạ phẩm trung phẩm bổ chúng đến cùng có còn mạng không nhưng trong tích tắc khi lôi hải vừa nhạt nhòa chợt một thân ảnh toàn thân mang theo lôi điện chi chi như là lôi thần mang theo khí tức khủng bố đến cực điểm bỗng nhiên giáng xuống là huyền thiên khí tức của hoàng giả đại thành đỉnh phong chúng hoàng giả trợn mắt há hốc mồm đồng tử lập tức phóng to gấp đôi, huyền thiên tuy rằng vẫn bị giam cầm hư không, không cách nào thuấn di, nhưng tốc độ như điện, vọt tới một tên hoàng giả cách gần hắn nhất, là đằng định khôn của liệt hỏa vực đằng ra, người trên không chung, huyền thiên dùng tay hóa kiếm, chém tới đằng định khôn, xíu. Yêu yêu, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, gạch nối chấm than. Một đạo kiếm khí như là tia điện chợt bổ ra, đó là lôi đỉnh kiếm khí do lôi đỉnh áo nghĩa tinh khiết nhất ngưng tụ mà thành giờ phút này thiên lôi ngũ trọng hạ phẩm, trung phẩm trong cơ thể huyền thiên đối với hoàng giả đại thành cũng có được uy hiếp chí mạng, hoàng giả đại thành trở xuống, vậy càng là chí mạng trong chí mạng rồi. Lôi đình kiếm khí quá nhanh, tia điện lóe lên liền đến trước mặt đằng định khôn, đằng định khôn muốn thuấn di, nhưng hư không bốn phía bị giam cầm, thuấn di cũng không được. Hắn chỉ có thể né tránh, nhưng tốc độ né tránh sao bị kịp với tốc độ của lôi đình kiếm khí, trong chốc lát, lôi đình kiếm khí liền bổ trúng đằng định khôn, dù linh khu thất phẩm của đằng định khôn đạt đến trình độ tứ giai đỉnh phong vô cùng chắc chắn nhưng bị lôi đình kiếm khí lập tức bổ ra mặc dù không chém đằng định khôn thành hai khúc nhưng một đảo vết kiếm khủng bố sâu hơn 10 cm lại từ đỉnh đầu thẳng tắp bổ xuống đan điền đan điền trái tim cổ họng mi tâm tất cả chỗ hiểm toàn bộ đều bị phá vỡ mà ngay cả võ hồn trong mi tâm cũng bị lập tức chém giết cho dù là hoàng giả nhận lấy công kích như thế võ hồn bị diệt cũng phải lập tức chết ngay lập tức huyền thiên mượn nhờ lôi kiếp chi lực, vừa ra tay, vậy mà miếu sát một vị hoàng giả tiểu thành. Lôi đỉnh kiếm khí của huyền thiên, chính là tinh hoa lôi chi áo nghĩa ngưng tụ mà thành, lực công kích so với lôi điện trong lôi kiếp còn cao hơn nhiều, thực lực hoàng giả cực kỳ cường đại. Lôi kiếp thần cơ tiên sinh thành hoàng tuy rằng so với hoàng giả bình thường thanh hoang phải khủng bố hơn nhiều lắm, nhưng lại khó có thể đánh chết những hoàng giả đã thành hoàng nhiều năm này. Lôi đỉnh kiếm khí của huyền thiên thì lại không chắc, đằng định khôn là hoàng giả tiểu thành, thành hoàng vượt qua trăm năm. Đều bị một kiếm miêu sát, có thể thấy nó đối với chúng hoàng giả tuyệt đối có uy hiếp chí mạng, kỳ vô châu, châu thính vũ, đồng kỳ thu, lý đạo quang, uông thủy nhai, kim hồng chính gặp lôi kiếp đánh xuống, thần sắc càng hoảng sợ, thực lực đều đề thăng lên đến trạng thái đỉnh phong, toàn lực phòng ngự, cấp tốc lui về phía sau, bất quá, tốc độ của huyền thiên trên lôi hải lại nhanh hơn bình thường nhiều, nhất là lôi đỉnh kiếm khí kia, dung nhập vào lôi hải cơ hồ như thuấn gì vậy tốc độ càng là vượt qua xa lục đại hoàng giả có thể so sánh, bị lôi kiếp bổ một phát. Phòng ngự cương cháo của lục đại hoàng giả cơ hồ bị bổ tới 3 phần tư, một phần tư lực phòng ngự còn lại ở trước mặt lôi đình kiếm khí của huyền thiên căn bản không có tác dụng, phốc. Phốc, 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 bỗng nhiên, trên lôi hải có 6 tia máu tưới bắn ra, 6 âm thanh rên thảm vang lên, lục đại hoàng giả, nhao nhao trúng chiêu. Lôi đình kiếm khí của huyền thiên vô cùng sắc bén, vô kiên bất phá, cho dù là linh khu thất phẩm tứ giai cũng không ngăn được, lôi đỉnh kiếm khí lướt qua, da chóc thịt bong, máu tươi bay tứ tung, trong nháy mắt miếu sát đẳng định khôn, lại trong nháy mắt, kích thương lục đại hoàng giả. Tuy rằng lục đại hoàng giả đều làm đủ chuẩn bị phòng ngự, nhưng dưới song trọng công kích của lôi kiếp và lôi đỉnh kiếm khí vẫn bị thương ở trình độ bất đồng, thuấn di. Thuấn di không được, tốc độ, tốc độ không bằng huyền thiên. Tử vong của đằng định khôn gió mồn một trước mắt, lục đại hoàng giả bị vương giả tiểu thành như huyền thiên làm cho không chỗ nào có thể trốn, hồn kinh gan tang, ngay cả là hoàng giả, đối với tử vong cũng có sợ hãi rất lớn, thậm chí có thể nói, càng là hoàng giả sợ hãi đối với tử vong lại càng lớn, thọ nguyên càng lâu dài, liền càng không muốn chết. Lôi đình kiếm khí, lực công kích rất mạnh, độ sắc bén rất mạnh, nhưng có khuyết điểm, bởi vì là do tinh hoa lôi đình áo nghĩa ngưng tụ mà thành nên sau khi ly thể rất dễ tiêu tán tiếp tục không được bao lâu, mỗi khi bổ ra một đạo lôi đỉnh kiếm khí, đều là một cột tiêu hao không nhỏ, nhất là Huyền Thiên trong nháy mắt bổ ra hơn 10 đạo lôi đỉnh kiếm khí, kiếm khí ngang dọc tiêu hao cũng thập phần khủng bố, dùng thực lực của hắn không cách nào liên tục sử dụng lôi đỉnh kiếm khí quá lâu được, bất quá, ở trong lôi kiếp, Huyền Thiên có động lực liên tục không ngừng, cũng không có chút lo lắng tiêu hao nào cả. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Xíu. yêu, yêu xíu, yêu yêu, chấm than, lôi kiếp nhạt nhòa, lôi đình chi lực trong cơ thể huyền thiên thập phần sung túc, lại một lần nữa nhanh chóng xuất kiếm, hơn 10 đạo lôi đình kiếm khí nổ bắn ra, điện quang tung hoành, hư không nghiền nát, đan vào thành một tấm lưới điện, bao phủ toàn bộ lục đại hoàng giả vào trong, hình tượng của huyền thiên ở trong lòng lục đại hoàng giả từ lúc vừa rồi đã nghịch chuyển 180 độ, trong mắt bọn hắn huyền thiên không còn là hậu bối vương giả tiểu thành nữa, mà là một cường giả cực độ, cực cực độ đáng sợ đối mặt huyền thiên trái tim của bọn hắn đang co rúm tim đều lạnh buốt không có bất kỳ một hoàng giả nào dám can đảm một mình ngăn cản lôi đình kiếm khí của huyền thiên lục đại hoàng giả vốn cách không xa lui về phía sau cũng thống nhất nhất trí giờ phút này thấy huyền thiên lại thi triển ra lôi đình kiếm khí trong chốc lát liền hội tụ cùng một chỗ lục đại hoàng giả liên thủ hình thành một phòng ngự cương cháo ngăn cản một kích của huyền thiên trong nháy mắt lôi đình kiếm khí như tia điện bổ vào trên phòng ngự cương cháo lôi đỉnh kiếm khí lập tức dừng lại. Tia điện kiếm khí kia tựa hồ bị phòng ngự cương cháo chặn lấy, không. Cũng chưa ngăn trở toàn bộ, chỗ bị kiếm khí công kích, phòng ngự cương cháo lập tức bắt đầu nghiền nát, không đến hai lượt hô hấp, phòng ngự cương cháo trong chốc lát hóa thành nát bấy, bị lôi đỉnh kiếm khí cắt thành mảnh vỡ, kiếm khí như tia điện kia lần nữa nhanh chóng như tia chớp bổ tới lục đại hoàng giả, cái gì? Lục đại hoàng giả lần nữa hoàng sợ. Trong sáu người bọn hắn có hoàng giả tiểu thành cực hạn, liên thủ mặc dù so ra kém một vị hoàng giả đại thành, nhưng cũng kém không xa, có thể chống lại một hồi. Nhưng phòng ngự cương cháo sáu người liên thủ thi triển vẫn bị huyền thiên trong nháy mắt chém rách. Không để cho lục đại hoàng giả nghĩ nhiều, kiếm khí tia điện kia nhanh như như tia trước chính thức, bọn hắn hoảng sợ lui về phía sau, né tránh, ba. Ba, hai tiếng huyết nhục nghiền nát vang lên, lại có hai vị hoàng giả trúng chiêu, hai chuỗi máu tươi bắn ra, là Lý Đạo Quang và Châu Thính Vũ, một người tổn thương nơi cánh tay một người tổn thương ở eo bụng lục đài hoàng giả liên thủ cũng đỡ không nổi lôi đình kiếm khí của huyền thiên bọn hắn trong lòng chính thức sợ rồi chiến lược biến thái của huyền thiên vượt qua hoàng giả đại thành rất nhiều vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phương viên trăm dặm bị giam cầm hư không thuấn di không được dùng tốc độ của huyền thiên lục đài hoàng giả căn bản trốn không thoát phạm vi giam cầm hư không hoàng giả tiểu thành cực hạn kỳ vô châu hô to một tiếng mọi người đừng phân tán chúng ta sáu người liên thủ Mặc dù không địch lại, hắn cũng khó có thể đánh chết. Chúng ta đến hội hợp cùng đồng huynh, hoàng huynh, thương huynh lại lao ra. Ngũ đại hoàng giả còn lại nghe vậy đều tụ tới Kỳ Vô Châu, sáu người kết thành một đoàn, cấp tốc phóng tới năm vị hoàng giả đại thành Phong Nguyệt Song Tẩu, Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đỉnh. Vốn năm vị hoàng giả đại thành Phong Nguyệt Song Tẩu, Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đỉnh vây công yến Cô Thành và thần cơ tiên sinh, chiếm cứ Thượng Phong, nhưng Huyền Thiên bỗng thực lực tăng lên, giết cho bảy đại hoàng giả một chết sáu tổn thương lại vượt quá dự liệu của bọn hắn quả nhiên như thần cơ tiên sinh nói huyền thiên đã nghịch chuyển thực lực của hai bên thấy lục đại hoàng giả phóng tới đồng mặc ngôn hoàng hư thánh thương phá đình lập tức thu tay lại không tiếp tục công kích yến cô thành và thần cơ tiên sinh nữa nhích tới gần lục đại hoàng giả mà phong nguyệt song tẩu thấy tình thế không ổn hai người liền liếc nhau song xong hiểu ý muốn trốn đi thực lực huyền thiên biểu hiện ra còn mạnh hơn yến cô thành lưu lại tuyệt đối không có quả ngon để ăn bất quá đang lúc phong nguyệt xong tẩu muốn thuấn di thì thần sắc đại biến hư không bốn phía chắc chắn như sắt vậy mà không cách nào thuấn di trong lòng hai người đột nhiên chấn động đại trận giam cầm hư không là xích truy phong bố trí xuống bọn hắn không bị ảnh hưởng mà bây giờ hai người sao cũng không rõ đến tột cùng lại có ai giam cầm hư không thậm chí ngay cả bọn hắn cũng không thể thuấn di người giam cầm hư không đương nhiên là huyền thiên đang có thực lực hoàng giả hiện tại huyền thiên có được thực lực của hoàng giả đại thành đỉnh phong hiệu quả giam cầm hư không của hỗn độn thánh đỉnh là căn cứ vào thực lực mạnh hay yếu của huyền thiên mà thay đổi trên cơ bản thực lực thấp hơn huyền thiên lại bị hỗn độn thánh đỉnh giam cầm hư không nếu không có thủ trọng đặc biệt thì không thể phá hư không rồi sử dụng thuấn di được nhưng mà phong nguyệt nhị tẩu suy đoán đến vỡ đầu cũng không thể đoán được người giam cầm hư không trên thực tế là huyền thiên hai lão bất tử này trong lòng chỉ hoài nghi một mục tiêu duy nhất đó chính là Yến Cô Thành. Bởi vì Yến Cô Thành là hoàng giả đại thành đỉnh phong, so với tu vi của bọn hắn thì cao hơn một cảnh giới, lạc nhật. Hoàng hôn, hai lão bất tử này đang nghĩ ngợi có phải Yến Cô Thành giam cầm hư không hay không, chỉ nghe thấy Yến Cô Thành hét lớn một tiếng, thần cơ tiên sinh đang ở bên trong lôi kiếp, ngoại trừ huyền thiên như cá đang di chuyển trên mặt nước ra, thì người không chịu được sự ảnh hưởng của lôi kiếp đúng là Yến Cô Thành. Yến Cô Thành là hoàng giả đại thành đỉnh phong, trong lôi kiếp chỉ có một ít lôi điện ngũ trọng trung phẩm đối với hắn có tính uy hiếp, nhưng mà số lượng lôi điện ngũ trọng trung phẩm cũng không có nhiều lắm. Cho nên uy hiếp đối với Yến Cô Thành rất nhỏ, hắn chỉ cần vận chuyển cương nguyên hình thành một cái lồng khí phòng hội, vì vậy lôi kiếp cũng không bổ chúng được, thần cơ tiên sinh mặc dù có thiên cơ kính phòng chế phòng hộ, cũng không sợ lôi kiếp, tuy cũng không phải cố gắng chống đỡ, nhưng mà cũng khó mà phân tâm ra việc khác, cho nên vừa rồi vây công hai người là năm vị hoàng giả đại thành, trên cơ bản đều là nhờ yến cô thành chống đỡ thần cơ tiên sinh chỉ sử dụng âm dương đại thủ ấn ở một bên hiệp trợ yến cô thành tuy mạnh nhưng mà vẫn chưa phải đối thủ của năm vị hoàng giả đại thành cho nên phải liên tục thối lui ra đằng sau hiện tại ba vị hoàng giả đại thành đồng mặc ngôn hoàng hư thánh thường phá đình thu tay rút đi phong nguyệt nhị tẩu muốn thuấn di nhưng lại không thuấn di thành công cho nên cùng ba người đồng mặc ngôn nhanh chóng tách ra đương nhiên yến cô thành nhanh chóng bắt lấy cái cơ hội tốt này lập tức trong nháy mắt thi triển ra tuyệt chiêu hút nhật thuấn sát kiếm hướng về phía hai lão bất tử phong nguyệt nhị tẩu kia oanh gạch nối gạch nối gạch nối chấm than tiếng sấm lại bào vang lên lại có lôi kiếp bổ xuống lôi kiếp kinh khủng kia lại là một mảnh lôi hải trong nháy mắt liền đem phạm vi một trăm dặm xung quanh bao phủ trong lôi hải lôi điện thiên kiếp tạo thành một cái mãnh thú cực lớn thân dài đến mấy ngàn thước xuất hiện thanh thế so với hai ba lôi kiếp càng khiến cho người ta thêm sợ hãi trong nháy mắt Phong Nguyệt Nhị tổ vừa phải ứng phó với công kích của lôi kiếp ở trước mặt, lại vừa phải ứng phó đối với tuyệt thế kiếm thuật của Yến Cô Thành. Cùng lúc đó, người dặm ở bên ngoài, Huyền Thiên cũng đang đuổi theo sau lưng sáu vị đại hoàng giả đang hoảng sợ né tránh, lại một lần nữa sử dụng lôi đình kiếm khí để chém giết, trong nháy mắt Huyền Thiên bổ ra 72 kiếm, tuy rằng tốc độ công kích nhanh, nhưng mà hiệu quả của lôi đình kiếm khí bổ ra cũng không có thấp một chút nào, một đảo ánh sáng trói mắt vô cùng, sắp xếp chỉnh tề, 24 đạo lôi đỉnh kiếm khí sắp lại làm một, thành ba hàng. Vừa vặn có lôi kiếp đánh xuống, sáu vị hoàng giả đại thành căn bản không phát giác ra được sự tồn tại của lôi đỉnh kiếm khí. Bổ về phía sau lưng, đến khi muốn tránh né thì cũng đã quá muộn rồi, lôi kiếp cũng đã phá tan tuyệt đại bộ phận phòng ngự của hoàng giả đại thành lục trọng, 72 đạo lôi đỉnh kiếm khí ở đằng sau. Dường như đem phòng ngự của sáu vị hoàng giả đại thành ra cắt giống như đang cắt một khối đầu hủ bình thường, phòng ngự cuối cùng, toàn bộ cũng đã mở ra, tiếng kêu thê lương liên tiếp vang lên. Lần này sáu vị hoàng giả đại thành chạy chối chết, ngoại trừ cái lồng phòng ngự của cương nguyên khí, thì dường như không còn có cái phòng ngự nào khác. Đặc biệt thương tổn rất nghiêm trọng. Kỳ vô chu cùng đồng kỵ thu là hoàng giả tiểu thành cực hạn, lực phòng ngự mạnh nhất, tốc độ né tránh nhanh nhất, chặn hai sóng kiếm khí công kịch, cuối cùng bị một lớp kiếm khí bổ trúng, bị thương nhẹ nhất, nhưng phía sau lưng cũng bị bổ trúng ba đạo vết thương sâu đến 2 cm. Châu Thính Vũ, Uông thủy nhai là hoàng giả tiểu thành, so với kỷ vô chu cùng với đồng kỵ thu thì không bằng, chỉ chặn được một lớp kiếm khí công khí, bị hai sóng kiếm khí bổ trúng, ngay cả tốc độ né tránh cũng chậm, nên miệng vết thương ở phía sau lưng đạt đến độ sâu 5cm, phá hủy nội tạng, bị thương rất nặng, bị thương nghiêm trọng nhất là Lý Đạo Quang cùng Kim Hoành Chính, hai người này đều là hoàng giả phổ thông, ngăn cản lôi kiếp công kích dường như tiêu hao tất cả phòng ngự của bọn họ, vì vậy ba đợt kiếm khí công kích toàn bộ bổ, bổ vào phía sau lưng của hai người phía sau lưng. Lý đạo quang ước chừng có 9 đạo kiếm thương, kim hoành chính có 8 đạo, vết thương mỏng nhất cũng cỡ 8 cm, sâu nhất ước chừng cũng 10 cm, cánh tay phía sau lưng hoàn toàn bị mở ra, nội tạng ở bên trong đều bị phá hủy, cùng với xuất hiện nhiều miệng vết thương cực lớn, máu tươi tuôn ra như mưa, thân thể bị vết thương chí mệnh khó có thể khôi phục lại được. Tiếng kêu của Lý Đạo Quang cùng với Kim Hoành Chính thảm thiết và thê lương nhất, hai người chịu trọng thượng, tốc độ tiến tới cũng cấp tốc giảm xuống. Kỳ Vô Chu, Đồng Kỳ Thu, Châu Thính Vũ, Uông Thủy Nhai đều mang thương tích, chỉ quay lại nhìn Lý Đạo Quang cùng Kim Hoành Chính một cái, nhưng không có người nào dám can đảm dừng lại một lát, chứ đừng có nói đến chuyện quay người lại cứu Lý Đạo Quang với Kim Hoành Chính. Trong nháy mắt vừa rồi, thanh âm kêu thảm thiết, cũng không phải chỉ có 6 tiếng đó thôi đâu, mà là 8 tiếng, mất đi sự trợ giúp của ba vị đồng mặc ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình Hoàng Giả Đại Thành, thực lực của Phong Nguyệt Nhị Tẩu so với Yến Cô Thành kém rất xa nhất là bị lôi kiếp công kích, thực lực của hai bên bị kéo ra một khoảng cách rất lớn, Yến Cô Thành sử dụng một chiêu lạc nhật hoàng hôn, liền khiến cho hai lão bất tử này bị trọng thương. Trên ngực phải của Sích Truy Phong xuất hiện một vết thương dài hơn một thước, chiều sâu ước chừng cũng khoảng 5-6 cm, mà chiều sâu của miệng vết thương này tuyệt đối là đả thương phổi, đả thương nội tạng, tóm lại chính là bị trọng thương. Về phần Vân Truy Nguyệt thì bị thảm hại hơn, hắn lĩnh mộ phong chi áo nghĩa không bằng Sích Truy Phong, vì vậy tốc độ chậm hơn nửa nhịp, cả phần vai của cánh tay phải, bị một kiếm của Yến Cô Thành chém đứt, máu tươi chảy như mưa. Một kiếm làm trọng thương hai vị hoàng giả đại thành, tuy cũng có mượn lực của lôi kiếp, nhưng thực lực của Yến Cô Thành đích xác là không giống với người bình thường, so với hoàng giả đại thành đỉnh phong thì cường đại hơn rất là nhiều, xích truy phong bất chấp lồng ngực đang đau nhức kịch liệt, máu tươi chảy ròng ròng kéo vân truy nguyệt bị gãy một cánh tay đang kêu thảm thiết đến thê lương giống như một trận gió đuổi theo hướng đi của ba người đồng mặc ngôn Hoàng Hư Thánh, Thương Phá đình, dưới tình thế như thế này. Tịch Dương Lâu đã hoàn toàn chiếm cứ thắng thế, bọn họ tới rất mãnh liệt, nhưng hiện giờ lại bị tổn thất rất nặng, 12 hoàng giả đại thành thì bị chém một người, trọng thương 9 người, chỉ còn lại có ba người đồng mặc ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá đình hoàn toàn không bị hao tổn gì, xích truy phong lôi kéo Vân Truy Nguyệt vừa mới đuổi theo được ba người đồng mặc ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá đình, thì lại nghe được hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, đám hoàng giả nhìn về phía phát ra tiếng kêu thì trong lòng lập tức hung hăng co lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi không thôi, mà thần sắc của Hoàng Hư Thánh cũng thương phá đình không phải nói là căm phẫn, mà trong đôi mắt gần như muốn phun ra lửa, thân thể hai vị lý đạo quang cùng kim hoành chính hoàng giả phổ thông bị trọng thương đến chí mạng, thân thể này mà muốn đào thoát là hoàn toàn không có khả năng, vì vậy lựa chọn xuất khiếu linh hồn, võ hồn của hai người mới từ trong nghi tâm đi ra ngoài, dù sao thì sau này chỉ cần chiếm đoạt một thân thể là xong. Lại từ thân thể đó một lần nữa tu luyện, vì vậy cũng không cần ở đây, nhưng mà hai người còn đang tính toán, ngay khi võ hồn của bọn họ vừa một phát ra khỏi mi tâm thì trong lúc đó sau lưng của Huyền Thiên xuất hiện một cái dòng nước xoáy đen kịt, một cổ lực hấp thu cực lớn sinh ra từ trong dòng nước xoáy kia, nhưng mà dường như chỉ có hiệu quả hấp thu võ hồn của hai người, trong nháy mắt, võ hồn của hai người đã bị dòng nước xoáy đó mạnh mẽ hút vào, sau đó cùng với dòng nước xoáy đó biến mất trong vô hình, tất cả hoàng giả dạ đều khiếp sợ đến ngây cả người. Đây chính là võ hồn tứ giai lính ngộ áo nghĩa tứ dai lại không có chút năng lực phản kháng nào, thì đã bị dòng nước xoáy đen kịp kia cắn nuốt sao. Không nói hoàng giả bên kia khiếp sợ, mà ngay cả thần sắc của hoàng giả tịch dương lâu cũng khẽ giật mình, thần cơ tiên sinh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù là đám hoàng giả cách đây mấy trăm dặm đang xem cuộc chiến, cả đám cũng đều trợn mắt há mồm, hiện tại hoàng giả tịch dương thành đến đây cũng không phải là số ít, nhưng mà người nào có thể thôn phệ võ hồn. Thực sự là không có một người nào, không có một hoàng giả nào từng nghe qua tài năng này, ý niệm của võ giả ngưng tụ lại thành võ hồn, lĩnh ngộ áo nghĩa, có năng lượng vô cùng lớn, hoàng giả lĩnh ngộ áo nghĩa, ít nhất cũng là tứ giai, năng lượng lại càng hùng hậu hơn, nếu có võ giả tử vong, võ hồn sẽ biến thành năng lượng tinh thần, tiêu tán ở trong hư không, trả lại cho thiên địa, cho nên, huyền thiên chém chết vương giả, hoặc là hoàng giả, kiếm si trong lúc vô hình, có thể hấp thu võ hồn đang tiêu tán ở phụ cận biến thành năng lượng tinh thuần. Khôi phục tổn thương nhưng mà, võ hồn bất diệt, năng lượng liền ngưng tụ thành một đoàn, không có khả năng tiêu tán, hai võ hồn của hoàng giả, năng lượng cực kỳ hùng hậu. Kiếm si hiển nhiên cũng không nỡ, lúc này mới thi triển thần thông, đem hai cái võ hồn này đều hấp thu hết, thôn phệ sạch sẽ, rất nhanh, liền có một tia khí lưu màu nhũ bạch, từ sau lưng truyền vào cơ thể của huyền thiên, đây là năng lượng tinh thần phản hồi lại của kiếm si, huyền thiên rất nhanh liền hấp thu, cảm giác cương nguyên ở trong cơ thể hùng hậu không ít, linh khu chắc chắn rất nhiều đang có hướng muốn tiến lên nhất giai đỉnh phong tu vi của huyền thiên càng ngày càng cao năng lượng phản hồi của kiếm si dần dần thay đổi hắn vốn là cường giả cấp thần bị hao tổn đến trình độ này tổn thương cũng rất lớn vì vậy cần một một năng lượng cực lớn để bổ sung lại mới có thể khôi phục lại được hơn nữa hắn bình thường vận dụng thần niệm thì càng cần năng lượng để chống đỡ huyền thiên thành vương đã bước lên cửa thứ nhất để thành thần theo như lời nói của kiếm si con đường đó từ nay về sau chủ yếu dựa vào sự cố gắng tu luyện của huyền thiên, so với người khác tu luyện rất nhanh, phải trả giá rất nhiều lần, muốn đi đường tắt. Phải tìm ra cửu tôn thánh đỉnh, ba vị hoàng giả đằng định khôn, lý đạo quang, kinh hoành chính, lần lượt tử vong. Sáu vị đại hoàng giả xích truy phong, vân truy nguyệt, kỳ vô chu, châu thính vũ, đồng kỳ thu, uông thủy nhai, tất cả đều bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, vô cùng nghiêm trọng, 12 vị đại hoàng giả, ba người chết sáu người bị thương, còn sót lại ba người hoàn hảo là đồng mặc ngôn, hoàng hư thánh, thương phá đình, nhưng mà cùng đối phương biểu hiện ra thực lực để so sánh, thì thực lực của bọn hắn không đủ cường đại bằng một nửa đối phương, cho tới giờ khác. Này, trong lòng đám hoàng giả mới có hối hận, đầu tiên là chôn vùi rất nhiều hậu bối tinh anh, hiện tại lại góp thêm ba vị hoàng giả vào đó nữa. Phải trả một cái giá lớn như vậy, chỉ vì muốn diệt trừ một hậu bối biến thái yêu nghiệt là huyền thiên này, vốn chỉ là hậu bối tranh đấu, cuối cùng diễn biến lại thành một thế cục diện như thế này. Mấu chốt chính là bọn họ bỏ ra một cái giá khổng lồ như vậy, vậy mà mục tiêu lại không có hoàn toàn một chút nào, Huyền Thiên vẫn vui vẻ như trước, không nói đến Tử vong mà ngay cả nửa điểm đả thương cũng đều phản trở lại trên bọn họ hết, đám hoàng giả. Ở đây, nếu nói là ai hối hận nhất, không phải là hai cái lão bất tử Xích Truy Phong cùng Vân Truy Nguyệt thì không còn ai có thể hối hận hơn, tâm tính hai người tham lam, nghe nói Tịch Dương Lâu có Hoàng Linh Thảo hơn nữa tịch dương lâu chỉ là thế lực hoàng phẩm mới trổi dậy, không có nhiều lo lắng nên liền đáp ứng lời mời của bảy đại thế lực, nguyên lai tưởng rằng có thể diệt trừ được tịch dương lâu dễ dàng, sẽ có được thu hoạch thật lớn, nhưng mà hai lão bất tử này tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng lại có kết quả như vậy. Bọn họ lại thua trong tay một người mới thành vương là vương giả tiểu thành. Chín đại hoàng giả xích truy phong, vân truy nguyệt, đồng mặc ngôn, hoàng hư thánh, thương phá đình, kỳ vô chu, châu thính vũ, đồng Kỳ thu, uông thủy nhai rất nhanh liền tụ lại một chỗ. Tuy rằng trong lòng của Phong Nguyệt Nhị Tẩu đều hối hận, tuy rằng vì lòng tham nghe lời nhóm đồng mặc ngôn được mời đến đây, cũng đang đem 18 đời tổ tông của bảy đại thế lực họ ăn giả mắng mấy lần, nhưng mà giờ phút này lại không thể không cùng một phe với bọn họ. Đồng mặc ngôn đợi bảy đại thế lực hoàng giả, hiện tại đối với nhân phẩm của Phong Nguyệt Nhị Tẩu cũng vô cùng khinh bỉ. Nhưng mà giờ phút này cũng cần bọn họ giúp đỡ, hiện giờ đang là một con châu chấu đang cột cùng một sợi dây thừng với phong nguyệt nhị tẩu chỉ có thể cùng tiến cùng lui yến cô thành phong nguyệt nhị tẩu chúng ta không cừu không oán cần gì phải đuổi tận giết tuyệt cơ chứ xích truy phong quát to lên lần này vợ chồng chúng ta mạo phạm chúng ta hướng tịch dương lâu thỉnh tội ngươi để cho hai vợ chồng chúng ta rời đi đời này kiếp này chúng ta không bao giờ bước vào lãnh thổ tây huyền một bước từ nay về sau nhìn thấy người của tịch dương lâu đều nhượng bộ lui binh như vậy được không đồng mạc ngôn cũng hô to lên, chúng ta đều là thế lực hoàng phẩm, cần gì phải để cho cá chết lưới rách cơ chứ, chúng ta liều mạng phục mệnh, thì tịch dương lâu chỉ sợ cũng phải có chỗ tổn thất, lần này là chúng ta không đúng, người để cho chúng ta đi, chúng ta sẽ xuất ra đủ bảo vận để tiến đến bồi tội. Yến Cô Thành ở phía Tây, Huyền Thiên ở phía Đông, cách khoảng 15-16 dặm đem chín đại hoàng giả kẹp ở chính giữa, thần cơ tiên sinh thì cách Yến Cô Thành 1.000 mét, mặt khác tám đại hoàng giả của tịch dương lâu đều đang chờ chỉ thị của yến cô thành bên trong tịch dương lâu bọn họ ở trong lôi kiếp chỉ có thể tự bảo vệ mình số lượng tuy nhiều nhưng đối với cuộc chiến đấu ở trước mắt cũng không có tác dụng ánh mắt của yến cô thành quét qua chín đại hoàng giả nói việc chỉ có một lần này thôi trước đó cũng cho các ngươi một cơ hội rồi vì vậy đối với lời nói của các ngươi yến mỗ quyết không tin tưởng xích truy phong nhướng mày nói ta dùng nhân phẩm của ta thề quyết không vi phạm đối với nhân phẩm của ngươi yến mỗ lại càng không thể tin tưởng Yến Cô Thành khinh bỉ nhìn xích truy phong một cái, đây là do các ngươi khơi mào chiến đấu, các ngươi có thể khống chế bắt đầu cuộc chiến, nhưng mà quyết không có thể khống chế kết thúc của cuộc chiến. Trừ phi các ngươi phải trả một cái giá lớn đó chính là để lại tánh mạng của mình. Đối với hoàng giả mà nói, tánh mạng là thứ quý giá nhất. Lời của Yến Cô Thành chém đinh chặt sắt, sự tình đã đến mức độ này, nhận thức ra cái sai đã muốn thoát thân thì quyết không thể nào có chuyện đó, chỉ có để lại tánh mạng mới có thể kết thúc trận chiến. Oanh! tiếng sấm bảo vang lên, lôi kiếp khủng bố lại một lần nữa đánh xuống. Thừa dịp lôi hải bao phủ, trong nháy mắt huyền thiên liền ra tuyệt chiêu, lực lôi đình của hắn dùng không bao giờ hết, lấy vô tận, trong phút chốc lại bổ ra trên một trăm đạo lôi đình kiếm khí, đều không hao một chút lực nào, hơn nữa, trong lôi kiếp ẩn chứa lôi chi áo nghĩa thâm ảo vô cùng, hiện tại huyền thiên chiến đấu, đối với sự lĩnh mộ lôi chi áo nghĩa, lại đột nhiên tăng mạnh, huyền thiên vừa ra tay, yến cô thành cũng đồng thời phát khởi công kích mạnh mẽ về chín đại hoàng giả ở phía trước thần cơ tiên sinh đứng một bên ngăn cản lối kiếp đồng thời cũng thi triển âm dương đại thủ ấn đánh về phía chín đại hoàng giả ở phía bên kia chín đại hoàng giả ở phía bên kia người thì bị trọng thương người thì có vết thương nhẹ hoàn hảo chỉ có ba người là đồng mặc ngôn hoàng hư thánh thương phá đình chín đại hoàng giả liên thủ thực lực so với lúc trước thì không bằng nhưng dù sao thì người đông thế mạnh so với huyền thiên Yến Cô Thành hay bất kỳ một ai thì cũng đều mạnh hơn một chút. Nhưng mà, Huyền Thiên cùng Yến Cô Thành liên thủ tiền hậu giáp kích, hơn nữa bên cạnh còn có thần cơ tiên sinh tương trợ, thực lực của đối phương không thể nào thắng được. Chín đại hoàng giả lập tức dựa lưng vào nhau tạo thành một vòng, sử dụng toàn lực làm phòng ngự, cương nguyên hùng hậu trong nháy mắt phun trào ra, chín cổ cương nguyên, hình thành một lồng phòng ngự cực lớn, tổng cộng 9 tầng. Đồng thời, trong tay của chín đại hoàng giả đều sử dụng hoàng cấp bảo khí, kiếm cương, đao cương quyền mang trưởng ấn hoặc là linh kiếm trong nháy mắt toàn bộ đều hướng về phía ba người huyền thiên mà công kích bụp 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 chín đại hoàng giả công kích đều bị ba người huyền thiên dễ dàng nghiền nát lôi đình kiếm khi giống như tia điện bình thường kiếm cương giống như ánh mắt trời bình thường rất nhanh liền bổ vào chiếc lồng phòng ngự do chín đại hoàng giả ngưng tụ tạo thành chiếc lồng phòng ngự bị bổ trúng kịch liệt lắc lư một hồi lâu vù 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 tiếp theo trong nháy mắt càng có nhiều lôi đình kiếm khí kiếm cương húc nhật cùng bổ về hướng chín đại hoàng giả, đồng thời còn có một âm dương trường ấn cực lớn từ trên trời giáng xuống. Hướng về phía nắp đỉnh của chín đại hoàng giả đè xuống, hư không bị giam cầm, chín đại hoàng giả không có cách nào thuấn di, bị huyền thiên cùng yến cô thành một trước một sau vây quanh, không còn chỗ nào có thể trốn, có lẽ bọn họ phân tán ra phá vòng vây, bò chạy về mấy phương hướng khác nhau, có thể vài người sẽ chạy trốn được, nhưng mà bọn họ cũng không dám mạo hiểm đến như vậy. Một khi phân tán, dùng chiến lực của huyền thiên cùng với Yến Cô Thành, với năng lực một trọi một tuyệt đối rất nhanh sẽ chém chết được một người bất kỳ. Cho dù là hoàng giả đại thành cũng không có ngoại lệ, cho nên ai cũng không dám cam đoan, sau khi phân tán ra, Huyền Thiên và Yến Cô Thành đuổi theo người khác mà cũng không biết có đối với hắn ra tay hay không, cho nên chín đại hoàng giả chỉ có thể đoàn kết, cùng nhau chống chọi, thực lực của chín đại hoàng giả liên thủ đúng là không thấp, bọn họ toàn lực phòng thủ, trong lúc nhất thời tạo thành một cục diện bế tắc, tuy rằng Huyền Thiên cùng Yến Cô Thành, Thần cơ tiên sinh có thể dễ dàng phá vỡ kiếm cương. Đao cương quyền mang trưởng ấn của bọn hắn, nhưng trải qua những lần chống đỡ, chiếc lồng phòng ngự của bọn hắn cũng có thể ngăn cản được công kích của ba người Huyền Thiên, tuy rằng chiến lồng phòng ngự kịch liệt lắc lư, có khi đã bị phá mấy tầng, nhưng mà chiếc lồng chín tầng cũng không có cách nào công phá toàn bộ, mà nếu chiếc lồng phòng ngự bị nghiền nát, chỉ cần thời gian hô hấp hai cái nữa, lại có thể một lần nữa ngưng tụ lại, ầm ầm. ầm 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 lôi kiếp từng đợt rồi lại từng đợt đánh xuống, view view view. View 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 view, kiếm khí kiếm cương tầng tầng lớp lớp, điện quang tung hoành, nhật quang tứ xạ, âm dương đại thủ ấn, che khuất cả bầu trời. Lôi kiếp hung hăng mãnh liệt, lôi kiếp trong lúc chiến đấu lại càng kịch liệt. Nói tóm lại, ba người huyền thiên, yến cô thành, thần cơ tiên sinh tuyệt đối chiếm thượng phong, đối phương là chín đại hoàng giả chỉ có lực lượng phòng ngự, không có một chút phản kháng nào, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hoàng giả đến bên ngoài tịch dương thành càng ngày càng nhiều. Mỗi một vị hoàng giả tìm đến đây, là từ miệng người khác biết được, chuyện yến cô thành cùng một thanh niên anh Tuấn vây công chín đại hoàng giả, không ngờ đó cũng là hậu bối yêu nghiệt huyền thiên danh chấn thiên hạ mấy ngày gần đây, nguyên một đám khiếp sợ trận mắt há hốc mồm, nghe nói huyền thiên cũng chỉ mời 22-23 tuổi, đột phá thành vương, hơn nữa là liên tục đột phá, vừa mới trở thành vương giả tiểu thành, so với tốc độ tu luyện của ngũ đại yêu nghiệt biến thái ở Trung Châu còn muốn tăng thêm một bậc, bán bộ vương giả chém chết thiên tài vương giả tiểu thành. Vừa, thành vương lại mượn nhờ lôi kiếp chém chết thiên tài vương giả đại thành. Vương giả tiểu thành mượn nhờ lôi kiếp chém chết chuẩn hoàng. Chiến tích trói lọi dĩ vãng của huyền thiên vô cùng trói mắt, khiến cho người ta không dám nhìn gần, liên tục sợ hãi than vãn, nhưng mà, chiến tích dĩ vang so với hôm nay, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Hôm nay, huyền thiên vương giả tiểu thành, lại mượn nhờ lôi kiếp để có thể đánh một trận với hoàng giả. Hết tập 62